Thái thập tam quả thật không chịu được mấy lời lải nhải của quân sư xấu bụng, tránh xa gã ra chạy tới trước mặt tiêu phàm, ôm cánh tay tiêu phàm nũng nịu nói. Ai có thể giải thích cho hắn biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này không? Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ nát óc xem nên làm thế nào để có thể phối hợp với hào đại bàn diễn một vợ anh hùng cứu mỹ nhân, sao đột nhiên lại tới chuyện đánh một versus một thế này rồi hả? Nhưng mà nếu phái hắn đi giết tiểu miêu thì tiêu phàm càng thích kiểu đánh một versus một này hơn. Vì trong một trận đấu quan trọng như vậy, nhóm người chiến binh bên kia chắc cũng không phái Hảo đại bàn hay tiểu miêu ra sân đâu nhỉ. Chỉ cần không phải hai người này ra sân thì bảo hắn đánh với ai hắn cũng đồng ý. Người nắm quyền quyết định của đám người Long Hổ Bang này chính là Thái Thập Tam. Bây giờ dù quân sư xấu bụng có khuyên bảo thế nào thì mọi đề nghị của gã đều bị tiểu tổ tông Thái Thập Tam này bỏ qua không thương tiếc. Vì vậy kết quả cuối cùng là Thái Thập Tam đồng ý đề nghị đấu một trận một versus một để quyết định mọi chuyện này. Nghe thấy câu trả lời của Thái Thập Tam, Rezono thở phào nhẹ nhóm, Hào Đại Bàn cũng thở phào nhẹ nhóm, Tiểu Miu cũng thở phào một hơi. Người duy nhất trong đám người chiến binh tiếc núi chính là vệ thần, hắn ta thật sự muốn giết chết cái tên công tử bột phía bên kia. chương 363, Kiểu Tóc, không biết có phải do những người giống nhau thì suy nghĩ cũng giống nhau không, Bạch Diện Thư Sinh đứng đối diện hắn ta cũng cảm thấy rất tiếc khi không thể chém chết vệ thần. Cái tên lão đại dẫn đầu lại hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ cần thái thập tam không sao là được rồi. Lúc này quân sư số bụng chẳng khác gì một cơ thể của tất cả mọi suy nghĩ buồn bực trên đời, dù không tới gần cũng có thể nhận ra khí thức u ám của gã, chuyện này mà không xử lý tốt thì trình độ phù thủy của gã chắc chắn sẽ tăng lên mấy lần. Còn cái tên Tiểu Bình thì mọi người cứ xem như không biết đi, dù sao thì hắn ta cũng hoàn toàn không có cảm giác tồn tại. Thế là không hiểu vì sao nhiệm vụ lần này lại trở thành một trận chiến một vs một để quyết định xem bên nào sẽ bỏ tiền đặt cược nhiệm vụ. Thái Thập Tam cảm thấy rất hứng khởi, cô và quân sư số bụng cùng với lão đại dẫn đầu và bạch diện thư sinh lui sang bên cạnh. Phía bên kia, nhóm người chiến binh cũng lùi xuống, tiểu miêu vừa tránh được một kiếp nạn lớn thì thở phào nhẹ nhóm, nhìn hai người đang đứng chuẩn bị tấn công thì đột nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú với kết quả của trận đấu này. Hào đại bàn đánh giá hai người, tâm trạng của cậu hơi phức tạp. Một người là hội trưởng luôn luôn chăm sóc, giúp đỡ cậu, người còn lại chính là anh em tốt nhất của cậu. Giờ hai người đánh nhau đúng là khiến người đứng ở giữa như cậu vô cùng khó xử đáng lý ra mọi người cũng nên khá mong đợi vào trận chiến của tiêu phàm và Rezono, dù sao một người là hội trưởng công hội chiến binh của trận danh thú nhân người còn lại chính là lịch kinh mệnh phàm mới nổi lên thời gian gần đây nhưng đó chỉ là giả thuyết mà thôi còn thực tế lại vô cùng khốc liệt bởi lúc này hình tượng của hai người họ quả thật khiến người ta không biết nên nói gì hình dáng của Rezono giống như một con vượn vậy tạm thời có thể không cần thảo luận chuyện hình ảnh của anh ta nữa nhưng người vốn đang rất êm đẹp là tiêu phàm lại có một cây trổi sau lưng khiến người ta nhìn vào thì liền cảm thấy rất lôi thôi, giống như một tên ăn mày vậy. Tiểu miêu nhìn hai người, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là truy phong giả tịch dương đẹp trai nhất. Trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, ban đầu người chơi được đánh giá ngu ngốc nhất chính là Long Ngạo Thiên, nhưng sau đó họ lại cảm thấy hình như hai từ khổ nhất hợp với hắn ta hơn. Vì vậy, vị trí kẻ ngu ngốc nhất lại thuộc về tuyển thủ Reginald. Chuyện này cũng do trong trận chiến với Thái Thập Tam, Rezono đứng yên hoàn toàn không động đậy để cho Thái Thập Tam dùng ống thép quất chết quả thật khiến mọi người xem trận vô cùng bực mình, phiền chán. Vì vậy đương nhiên khán giả không đánh giá cao vị hội trưởng công hội chiến binh này, nhưng tiêu phàm lại không nghĩ giống họ. Trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, Rezono hoàn toàn không ra tay, nếu vậy sao mọi người có thể biết thực lực của cái tên có hình dáng không khác con vượn này rốt cuộc là thế nào? Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được áp lực vô hình khi đối diện với Reginald. Từ khi hắn luyện được chân khí nội lực thì có thể nói là các giác quan của hắn cũng trở nên nhạy hơn nhiều. Vì vậy, Tiêu Phàm rất nghiêm túc đối diện với trận chiến lần này, hắn chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Hơn nữa, từ lúc hắn ăn thiệt từ tên đòi nợ lưu manh, thì có thể nói Tiêu Phàm ngã một lần thì khôn hơn không ít. Hắn hoàn toàn không có ý định sẽ phạm sai lầm thứ hai, vì vậy để đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn mới lấy cây chổi trong túi ra ngoài, đeo vào sau lưng. Lúc nãy, trong lúc hai bên đánh nhau tới hỗn loạn, Tiêu Phàm đã sử dụng ác ma ngưng thị âm thầm tìm hiểu thông tin của Rezono, kỹ năng chuyên nghiệp của Rezono rất hiếm thấy, tên là cuồng chiến sĩ. Kỹ năng cuồng chiến sĩ này chắc là nhờ Rezono chuyển giao nhiệm vụ ẩn nên đạt được. Bởi vì bình thường thì kỹ năng của những chiến binh của trận doanh thú nhân cũng chỉ là thuộc dạng bình thường hay cũng thuộc dạng giống như hào đại bàn là chiến sĩ chuyên về phòng ngự mà thôi. Kỹ năng cuồng chiến sĩ của những chiến sĩ thường là kỹ năng chiến đấu, có rất ít kỹ năng bị động giống như cuồng chiến sĩ chi huyết này. Hơn nữa, những lời giới thiệu về kỹ năng này hơi mơ hồ, không rõ ràng khiến Tiêu Phàm nghe xong cảm thấy hơi lo lo lắng. Bởi vì lời giới thiệu về hiệu quả của nó khiến Tiêu Phàm cảm thấy khá giống với kỹ năng danh hiệu kỳ lạ của hắn, cũng khá giống với kỹ năng Thiên Phú hình thái ác ma của Bán Trường Niên. Khi lượng HP của Resernol thấp hơn 50% thì sẽ đánh thức máu cuồng chiến sĩ trong cơ thể Resernol. Vì vậy, trong lần đối đầu này với Rezono, tiêu phàm càng cẩn thận, nghiêm túc hơn. Bởi vì những kỹ năng chiến đấu bình thường như thuẫn kích hay dã man va chạm thì chắc chắn anh ta đã từng học rồi. Mà nhất kiền nhị tính kỹ năng mới của tiêu phàm có thể khiến trạng thái hạn chế biến mất, khiến đối thủ xuất hiện nhiều hạn chế, đúng lúc có thể khắc chế lại những kỹ năng của Rezono. Vì vậy tiêu phàm đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể dùng nhất kiền nhị tịnh vào thời điểm thích hợp nhất. Mà chiêu thức nhất kiền nhị tịnh đúng là hơi phiền phức, phải có dụng cụ vệ sinh, mà dụng cụ vệ sinh của tiêu phàm chỉ có trổi mà thôi. Hình tượng hay sức chiến đấu, tiêu phàm chọn cái sau. Nhìn dáng vẻ tiêu phàm lúc ra sân ứng chiến chẳng khác gì một công nhân vệ sinh, ngay cả đối thủ của hắn là Rezono cũng hơi không chấp nhận được. Anh ta không nhịn được nôn mửa, người anh em, đây là style mới của cậu sao? Còn nữa, tôi vẫn luôn muốn nói chuyện này, kiểu tóc này thật sự không hợp với cậu đâu. Bị một con vượn chê bai về phong cách cũng thôi đi, nhưng kiểu tóc hắn có vấn đề gì sao? Tiêu phàm nghe Rezono nói về kiểu tóc của hắn như vậy thì không khỏi sờ lên đầu mình. Dối bù, cảm giác kỳ quái truyền tới khiến tiêu phàm sợ hết hồn, một lúc sau hắn mới phản ứng lại. Từ lúc con Tom Cruy bị Irina mắng xong thì vẫn nằm trên đầu hắn, bởi nó nằm rất yên tĩnh nên suýt chút nữa hắn cũng quên mất luôn chuyện này. Thảo nào tiêu phàm vẫn cảm thấy đầu hơi nặng, còn tưởng con mèo kia làm loạn một lúc khiến đầu hắn căng ra, thì ra trên đầu hắn còn một con mèo nằm chỉnh ảnh ra đó. Tom Cruise, dậy đi, giờ không phải lúc ngủ nữa, phải đánh nhau rồi. Tiêu phàm đẩy Tom Cruise, hắn không đẩy nó xuống luôn cũng chỉ bởi hắn cảm thấy con sủng vật vừa bị bỏ rơi nên chắc chắn không tốt, nên mới hiếm khi nói chuyện nhẹ nhàng với nó. Tâm trạng của Tom Cruise quả thật rất tệ, vì nó bị con mèo cái Irina mắng, mà còn mắng trong lúc nó đã bỏ ra một nửa số cá nướng của nó, Bi thương và đau lòng đan sen khiến nó đã không còn là Tom Cruise gần gũi như thường ngày tự nhận mà chỉ còn là một Tom Cruise chất chứa nhiều phiền não. Nghe thấy tiêu phàm nói phải đánh nhau thì bực dọc trong lòng Tom Cruise nằm trên đầu hắn lập tức dựng lên, tên đần nào dám làm phiền mèo lích kinh Tom Cruise ta nghỉ ngơi vậy hả? Reginald nhìn thấy cái đầu sù của tiêu phàm đột nhiên biến thành một sinh vật sống thì sợ hết hồn. Tới lúc anh ta định thần nhìn lại thì mới phát hiện thì ra thứ anh ta tưởng là mái tóc xù của tiêu phàm lại là một con mèo màu đen rất đáng yêu vì lúc nãy tom Cruise cuộn người lại thành một khối mà màu lông đen tuyền của nó lại khá giống với mái tóc của tiêu phàm nên rezano nhìn vào thì lầm tưởng đó chính là tóc của tiêu phàm còn cây kiếm tây dương mini của tom Cruise lại bị rezano nhìn thành châm cài tóc thậm chí quần áo và trang sức trên người nó cũng bị anh ta nhìn thành trang sức phụ kiện của kiểu style mới này của tiêu phàm dù sao anh ta vẫn luôn cảm thấy cái tên tiêu phàm này không giống người bình thường nên đương nhiên khi hắn có một cái đầu xù không bình thường hay đeo những trang sức kỳ lạ thì anh ta cũng chỉ nghĩ đó là kiểu style mới của hắn thôi, nhưng không ngờ tiêu phàm còn dùng cả một con mèo làm đồ trang sức cho đầu của hắn. mươi 364, gây chuyện rồi bỏ chạy. Tom Cruise ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt, sau khi quan sát tình hình xung quanh, phát hiện gương mặt đầy lo lắng của Irina đứng bên cạnh xem trận chiến thì trong lòng nó rung động, con người giản xảo hơi đảo trong tròng mắt. Đồng đội, con vượn trước mặt chính là kẻ chúng ta xử lần này sao, mèo. Tom Cruise nhìn Reginald cầm kiếm sấm đứng đối diện rồi hỏi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết rốt cuộc trong cái đầu của con mèo nằm trên đầu hắn lại nghĩ ra chuyện quái quỷ gì, chỉ có thể đáp đúng sự thật. Nghe thấy Tiêu Phàm khẳng định thì đôi mắt của Tom Cruise sáng lên. Trong lòng bất kỳ người đàn ông nào cũng đều có mong muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà trong thế giới đầy màu sắc của loài mèo thì chuyện này cũng không kém đi bao nhiêu. Con vượn kia, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Mèo Tom Cruise rút thanh kiếm Tây Dương bên hông ra chỉ vào Reginald, khí thế hào hùng nói. Còn suy nghĩ trong lòng lại là, bây giờ trong mắt Irina chắc chắn nó rất đẹp trai. Mel, bị Tom Cruise khiêu khích, trong lòng Reginald hoàn toàn không cảm thấy bực bội chút nào mà ngược lại còn vô cùng vui vẻ, vì dáng vẻ lúc này của Tom Cruise thật sự vô cùng đáng yêu. Mệnh phàm, đây là sủng vật của cậu sao? Thật đáng yêu, còn biết nói chuyện nữa. Reginald, không để ý tới sự khiêu khích của Tom Cruise mà quay sang nói với Tiêu Phàm. Nghe câu hỏi của anh ta, Tiêu Phàm không khỏi hơi lúng túng. Hắn cười khổ, đối với con vật đang nằm trên đầu mình lúc này, quả thật hắn không biết nên làm gì nữa. Rezono khinh thường không thèm phản ứng lại với nó, Tom Cruise cũng lập tức nhận ra. Nó rất tức giận, bị người khác coi thường ngay trước mặt mèo cái Irina thế này thật sự khiến nó mất hết mặt mũi. Vì vậy, nó phải lấy lại danh dự cho bản thân, Tom Cruise muốn cho cái con vượn Reginald kia một bài học. Tom Cruise đứng đứng trên đầu tiêu phàm giơ tay ra, thanh tây dương kiếm mini trong tay nó vô cùng oai phong, nó hét lên một tiếng kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, là chiêu thức tấn công duy nhất mà Tom Cruise có hiện nay. Nếu nó đã quyết tâm cho Reginald một bài học đương nhiên phải sử dụng tuyệt kỹ này. Mèo, Tom Cruise bỗng nhiên kêu lên một tiếng vô cùng đáng yêu hấp dẫn lực chú ý của Reginald, ánh mắt long lanh đầy đáng thương và đáng yêu của nó giống như một sợi lông tơ nhẹ phẩy vào trong lòng người ta, khiến người nhìn vào cảm thấy yêu thương tới tận vì. Dù vì Tom Cruise đứng trên đầu hắn nên tiêu phàm không biết nó đang làm gì. Nhưng hắn vừa nghe thấy tiếng hét lớn kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, này thì đã hiểu ngay cái con mèo quỷ quái này đang tròn mắt chu môi giả ngây thơ. Biết hành động lúc này của Tom Cruise, tiêu phàm thở dài ngắn ngẩm. Lại là cái kỹ năng vô dụng này. Hai, Bây giờ là thời đại nào rồi chứ, cái loại kỹ năng giả ngây thơ này còn có hiệu quả sao? Đúng không, Rezono, giọng nói rơi vào trong không trung, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai trả lời. Rezono, tiêu phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn Rezono. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn thì tiêu phàm suýt chút nữa bị hình ảnh trước mặt dọa cho nhảy dựng. Chuyện gì thế này, con vượn đang đỏ mặt trước mặt hắn chui ở đâu ra thế? Con mẹ nó, chẳng lẽ cái kỹ năng vô dụng kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ? Giết, của Tom Cruise thật sự có tác dụng sao? Không phải chứ, một người đàn ông vô cùng chính trực như Rezono mà lại mê mẩn cái kiểu này sao? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, Tiêu Phàm đã xem cái kỹ năng thiên phú duy nhất kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, này của Tom Cruise chính là một kỹ năng vô dụng chính hiệu, bởi đây chính là cái kỹ năng vô dụng nhất mà hắn gặp từ trước tới giờ. Nhưng mà sau này Tiêu Phàm mới biết, trong trò chơi này, ngoài hắn và một người khác có thể miễn nhiễm cái kỹ năng này ra thì tất cả mọi người đều bị trúng chiêu, nhưng mà chuyện này nói sau. Chỉ là vào lúc này, không ai có thể trả lời được câu hỏi trong lòng này của hắn, còn gương mặt của hắn lại đột nhiên hứng một cước. Nhân lúc Rezono đang bị kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết, mê hoặc, Tom Cruise nhảy ra khỏi đỉnh đầu tiêu phàm, cái chân đệm mềm mại đạp thẳng vào mặt hắn một cước. Lỗ mũi của tiêu phàm đột nhiên bị Tom Cruise biến thành bàn đạp. Lúc này, con mèo đó mượn lực từ cú đạp kia nhảy lên trời cao, lộn nhào trên không trung vài lần rồi mượn trọng lực rơi xuống, mũi kiếm nhỏ, nhọn, đáng yêu đâm về phía Rezono. Thanh kiếm Tây Dương Mini trong tay Tom Cruise đâm thẳng vào đầu Rezono vô cùng dứt khoát. Không thể không nói, ở lúc này mà Tom Cruise thể hiện quả thật cũng khá đẹp trai, chỉ là... Ha ha, mệnh phàm, con sủng vật này của cậu thật đáng yêu, nó đang chơi đùa với tôi sao? Rezono thấy sau gáy hơi ngứa, bàn tay lớn gãi nhẹ một cái, Tom Cruise lập tức bị anh ta xách tới trước mặt. Tiêu Phàm cảm thấy chóp mũi hơi ê ẩm, hung dữ nhìn Tom Cruise đang nằm trong tay Rezono một cái. Vừa rồi Tom Cruise làm cũng không tồi lắm, chỉ tiếc, nó mới chỉ là con mèo cấp 1 thôi, còn Rezono đã đạt tới cấp 32, cao hơn chủ nhân của nó là Tiêu Phàm đây một cấp đấy. Tuy nói tân sinh là một thế giới game, nhưng mà nó lại được thiết kế rất gần với cuộc sống thực tế. Nhưng nếu một con mèo cấp 1 như Tom Cruise có thể chém chết Rezono cấp 32 chỉ trong một chiêu thì những người chơi ngoài kia còn tu luyện để tăng cấp làm gì nữa chứ? Trực tiếp dùng cấp 1 tung hoành trong thế giới game không phải tốt hơn sao? Vì vậy từ sự chênh lệch quá lớn về cấp bậc, đòn tấn công của Tom Cruise cũng chẳng khiến cho Rezono chịu chút tổn thương nào hay đúng hơn là chỉ gãi ngứa cho anh ta. Dù sao hệ thống cũng chỉ nhìn bề ngoài của lần tấn công này đã thành công nên giảm lượng HP của Rezono 1% mà thôi. Tiêu Phàm chỉ lo sau khi bị Tom Cruise tấn công thì anh ta sẽ quay sang cho con mèo đó một trận như tử thôi, nhưng mà có lẽ hắn lo lắng quá rồi. Ha ha ha, con mèo nhỏ này thật đáng yêu, xem ra nó rất thích tôi, vừa rồi còn nhảy lên đầu tôi đấy. Reginald dùng bàn tay to lớn của anh ta vuốt ve bộ lông mềm mại của Tom Cruise, còn Tom Cruise lại bực bội trợn mắt nhìn anh ta. Tiêu Phàm nhìn ảnh tượng này thì thầm than một tiếng, thần kinh của con vượn này cũng quá thô rồi đấy, con mắt nào của anh ta nhìn thấy Tom Cruise thích anh ta hả? Vừa rồi rõ ràng nó đang tấn công anh ta đấy hiểu không hả? Trong lúc Reginald nói chuyện, Tom Cruise nhảy ra khỏi bàn tay của Reginald. Nó biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì hình ảnh oai phong lẫm liệt nó vẫn luôn thể hiện trước Irina chỉ sợ sẽ mất hết. Trong khoảnh khắc, Tom Cruise đang đứng trước mặt Reginald đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Đây là kỹ năng bí mật mà Tom Cruise mới lĩnh ngộ được, miêu chi đoá miêu miêu. Gương mặt Rezono vốn còn rất ung dung thoải mái đột nhiên trở nên trắng bệch, da gà nổi đầy khắp người. Lúc Tom Cruise xuất hiện trở lại thì nó lại đứng trên bả vai của Rezono, thanh kiếm Tây Dương mini kề sát cổ hắt, ánh mắt nó vô cùng sắc bén. Đây chính là sự khác biệt thực lực giữa ta và ngươi. Ta có thể im lặng không một tiếng động chém ngươi thành hai khúc. Vì vậy nếu ta thật sự ra tay thì quả thật chẳng khác nào đang bắt nạt ngươi. Người bạn mệnh phàm của ta đang muốn so tài cao thấp với ngươi, vậy ta sẽ không nhúng tay vào nữa, các ngươi đánh đi. Mèo, nói xong, Tom Cruise nhảy xuống khỏi bả vai của Rezano, để lại cho người phía sau bóng lưng cô đơn của một cao thủ. Diễn xong, Tom Cruise thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nó tự biết nó không đánh lại cái con vượn to sắc kia, nó chỉ muốn tạo hình ảnh cao thủ trước mặt Irina mà thôi. Không thể không nói, trong chuyện cố chấp giả làm một cao thủ này, Tom Cruise quả thật rất giống tiêu phàm. Vì vậy lúc này, sau khi diễn mình thành một cao thủ xong rồi, Tom Cruise rất không nghĩa khí đẩy mọi rắc rối lên cho tiêu phàm. chương 365, Bẫy Chủ Nhân Mặc dù từ dáng vẻ tới giọng nói của Tom Cruise đều rất thong dong, bình tĩnh, nhưng tiêu phàm hiểu quá rõ cái con mèo này. Đòn tấn công vừa rồi của nó cũng chẳng khác nào chọc lét Rezerno, thế mà nó cũng dám nói khoác là có thể giết chết Rezerno trong trước mắt. Nhưng Rezerno lại không biết chuyện đó, anh ta chỉ cảm thấy vừa rồi cả người con mèo kia tỏa ra sát khí vô cùng nồng nặc anh ta cảm thấy tiêu phàm cố ý phái cái con thần sủng đáng yêu này ra ra oai phủ đầu với anh ta, khiêu khích anh ta là chắc chắn hắn có thể đánh bại anh ta. Vốn còn hơi khinh thường tiêu phàm đột nhiên khí thế chiến đấu của Rezono sôi trào. Được, mệnh phàm, không tồi. Nếu cậu đã muốn ra tay trước ra oai phủ đầu với tôi thì tôi cũng nên để cậu nhìn rõ thực lực của mình. Đầu óc tiêu phàm hoàn toàn không phản ứng kịp, hắn không hiểu tại sao Reno đột nhiên tràn trề khí thế chiến đấu như vậy. Nếu bọn họ nhất định phải đánh một trận thì nhanh chóng xử lý cho xong đi, dù sao sớm muộn gì hai người bọn họ cũng phải đánh một trận. Nhưng nhìn khí thế bây giờ của Rezono, tiêu phàm sợ hết hồn. Oat, thuật ảnh phân thân, con bà nó, không phải đây là cái kỹ năng mà vừa rồi sharingan của hắn không nhìn thấy thông tin gì trong thông tin nhân vật của con vượn này đấy chứ. Tiêu Phàm tin chắc trong những thông tin mà vừa rồi con mắt ác ma của hắn lấy được thì ngoài cuồng chiến sĩ chi huyết và một kỹ năng chiến đấu tự lĩnh ngộ phách sơn đoạn nhạc ra thì Rezono cũng chỉ còn một kỹ năng chiến đấu thông thường thôi. Bây giờ khí thế chiến đấu của anh ta đột nhiên dâng trào, sau lưng đột nhiên anh ta xuất hiện một bóng đen giống y hệt anh ta khiến Tiêu Phàm không kịp phản ứng, bị dọa tới hét lên. Thuật ảnh phân thân, từ cơ thể của người chơi tách ra thành hai bản sao khác nhau thì không phải thuật ảnh phân thân của Naruto thì là cái gì? Nhưng nghe tiếng hét của tiêu phàm thì Rezono vốn đang tràn trề khí thế chiến đấu lại đột nhiên dừng lại, vẻ mặt hơi kỳ quái. Mà đám người của công hội chiến binh đang xem trận đấu cũng dừng những việc đang làm lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Còn đám người long hổ băng thì lại không thèm để ý cười phá lên. Nghe thấy tiếng cười của bọn họ, không hiểu sao tiểu miêu cũng cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm mắng lích kinh mệnh phàm này đúng là một tên vô lại, quá đáng thật. Tiểu Miêu cảm thấy bây giờ cô ta cũng được xem là một thành viên của công hội chiến binh nên cười cũng không ổn lắm. Nhưng khi cô ta nhìn về phía chiến trường thì chỉ có thể lấy tay bụng chặt miệng, cố gắng kiềm chế tiếng cười sắp bật ra ngoài. Ngay cả quân sư xấu bụng cung không còn cái dáng vẻ buồn rầu như lúc nãy nữa mà hét lớn cổ vũ cho tiêu phàm, mệnh phàm, làm tốt lắm. Hét một tiếng đã dâng cao khí thế của Long Hổ Bang chúng ta rồi. Đám khán giả vây xem đột nhiên trở nên náo nhiệt khiến đầu óc tiêu phàm không phản ứng kịp, Resernol thi triển một kỹ năng giống như thuật ảnh phân thân nên hắn kinh ngạc chút thôi, sao không khí trong chiến trường lại đột nhiên thay đổi vậy chứ? Tiêu Phàm cảm thấy khó hiểu quay sang nhìn lại Resernol, tuy hình dáng của bản sao mà Resernol tạo ra này không khác với người thật lắm, nhưng gương mặt của nó lại rất xấu xí, vô cùng khó coi. Ừm, nhưng mà đúng là gương mặt quả thật rất giống người thật. Lỗ mũi này, đôi mắt này chẳng khác nào là tượng tạc của Resernol, nhưng mà sao cơ thể lại có sự khác biệt lớn như vậy nhỉ? cẩn thận quan sát cái phân thân sau lưng Rezono, trong lòng tiêu phàm đột nhiên run lên, chẳng lẽ? Ha ha, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi lo lắng quá nên hoa mắt. Tiêu phàm gãi gãi đầu, lúng túng cười, thật sự tôi không cố ý đâu, thật sự là hoa mắt, hoa mắt đấy. Ha ha, nhưng dù hắn giải thích thế nào thì vẻ mặt của Rezono vẫn như sấm vang chấp giật, ánh mắt anh ta hoàn toàn không tin. Vừa rồi không phải Rezono sử dụng thuật ảnh phân thân hay gì cả, vì rõ ràng anh ta hoàn toàn không biết nhẫn thuật là gì. Chỉ là anh ta nhìn thấy con sủng vật của tiêu phàm ra oai phủ đầu với mình nên cũng gọi con sủng vật của mình đi ra. Anh ta cảm thấy đấu một versus một thì sử dụng sủng vật cũng không được coi là phạm quy. Sủng vật cũng được xem là một dạng thực lực của người chơi, vì vậy lúc nãy khi Tom Cruise ra tay, anh ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng anh ta hoàn toàn không nghĩ cái tên lích kinh mệnh phàm này lại là kẻ vô sỉ như vậy. Tuy hình dáng bên ngoài của anh ta cũng hơi giống một con vượt, nhưng sao cái tên kia có thể nói hành động triệu hồi vượn man lực của anh ta là thuật ảnh phân thân chứ? Đúng là quá đáng mà. Người anh em Rezono à, thật sự tôi không cố ý mà. Vừa rồi tôi còn tưởng anh sử dụng kỹ năng nào đó, không ngờ nó lại là bạn của anh. a à, không không không, lúc nãy tôi vào sân thì quá lo lắng nên mới nhìn nhầm, là tôi lỡ lời, nó là sủng vật của anh. Tiêu phàm vô cùng hối hận, hắn nên nghĩ ra từ sớm mới phải hội trưởng của long hổ bang thái thập tam cũng có một con sủng vật hổ răng kiếm đó thôi thì sao hội trưởng của công hội chiến binh rezano này lại không thể có một con sủng vật chứ nhưng chuyện này cũng quá trùng hợp rồi sao sủng vật của anh ta lại là một con vượn chứ nếu chỉ nhìn thoáng qua thì đúng là có thể bị nhầm thành bản cosplay của anh ta rezano nhìn người đang mệnh phàm đang hoảng hốt trước mặt mình trong lòng thầm nói mọi người đều nói cái tên lick kinh mệnh phàm này thích nhất là diễn kịch hôm nay nhìn thấy đúng là danh bất hư truyền Reginald quyết định không để ý tới chuyện bị tiêu phàm chế nhạo lần này. Đương nhiên, lát nữa lúc ra tay, anh ta sẽ tăng thêm một ít lực. Nghĩ tới đây, Reginald siết chặt quả đấm của mình. Được rồi, tôi cũng gọi sủng vật vượn man lực tới rồi. Bây giờ cậu có thể gọi cả thần sủng của mình ra đánh 2 vs 2. Reginald nói với tiêu phàm, nói xong lại nhìn Tom Cruise đang đứng bên cạnh một cái. Thần sủng của hắn, Reginald à, anh đang nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì vậy, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi có thần sủng hả? Tiêu phàm nghe Rezono nói xong thì vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đang định nói như vậy là không công bằng, không ngờ lại có kẻ đi trước hắn một bước. Con vượn to sắc kia, không ngờ nhìn người vụng về như vậy mà cũng rất có mắt nhìn, còn có thể nhìn ra bổn soái mèo là thần sủng. Nhưng nếu ta ra tay trong trận chiến lần này thì kết quả cũng không có gì đáng nói, vì ngươi và sủng vật của ngươi hợp lại cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, Ta cảm thấy dù ngươi và sủng vật của ngươi cũng không thể đánh lại cái tên người hầu mệnh phàm này của ta, sao ta còn phải ra tay chứ? Còn nữa, mệnh phàm cũng nói chuyện đánh bại các ngươi thì mình hắn là đủ, ta không nên ra tay kẻo bẩn tay. Meo, Tom cuộn vòng tay trước ngực, đôi mắt đầy khinh thường nhìn Reginald, vô cùng có phong phạm của một cao thủ. Mệnh phàm, cậu không hổ là một cao thủ trong trò chơi. Không ngờ cậu lại tự tin như vậy, có can đảm một mình đối chiến với tôi và sủng vật của tôi. Nếu đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, tôi sẽ dùng thực lực của mình khiêu chiến thần sủng của cậu. Rezono nghe Tom Cruise nói chỉ cần một mình mệnh phàm đã đủ đánh bại cả anh ta và sủng vật của anh ta thì lập tức cảm thấy tiêu phàm xem thường thực lực của anh ta. Chiến ý trong lòng lại bị thổi bùng lên lần nữa. Đối với kiểu khiêu khích thế này của đối thủ, từ trước tới nay Rezono hoàn toàn không muốn lãng phí nước bọt, anh ta thích dùng quả đấm nói chuyện hơn. Rezono không nói thêm câu nào nữa, cùng vượn man lực đánh thẳng về phía tiêu phàm. Này này này, anh nghe thấy tôi muốn một vs hai lúc nào hả? Đừng kích động như vậy, con mèo đáng chết, dám bẫy hắn. Nhìn Reginald vô cùng tức giận vọt về phía mình, trong lòng gào thét. Tom Cruise thì lại khác, thấy Reginald không đếm xỉa tới nó nữa thì thầm vỗ ngực thở vào nhẹ nhõm. mươi 366, cao thủ kiếm đạo, đột nhiên bị hai con vượn to xác nhìn chằm chằm như vậy, đúng là dọa bổn xoái mèo chết khiếp mà. Cũng may đầu óc của mấy con sinh vật cấp thấp như đám vượn và con người này đều không tốt, mấy câu nói của nó đã xoay đám người này như trong chóng rồi. Bây giờ chắc chắn hình ảnh của nó trong mắt Irina cũng sáng thêm không ít. Chuyện diễn giả thành cao thủ này cũng thật tốn sức mà. Không được, giờ nơi này hoàn toàn không an toàn. Nó cảm giác hai cái con vượn to xác kia vẫn còn để ý tới nó, nó phải tìm một nơi an toàn hơn để tránh đi mới được. Vì vậy người ta chỉ thấy một con mèo nằm trên thảo nguyên đầy cỏ, vô cùng thoải mái ngắm nhìn hai con vượn cấp thấp đuổi theo một con người cấp thấp đối với chuyện hãm hại tiêu phàm này tom cruy không hề có chút áp lực nào ngược lại nó vô cùng thích ý nằm trong lồng ngực của thái thập tam nhìn nhìn trận hỗn giữa tiêu phàm với rezano và man lực viên tiểu man xử lý hắn cùng với ta rezano hô lớn với thú cưng man lực viên của mình gào nghe được chỉ huy của rezano man lực viên hưng phấn đấm đấm lồng ngực của nó liên tục kêu gào sau đó dùng sức khưa nắm đấm của mình thẳng về phía tiêu phàm boom một tiếng nổ khiến chiến trường chấn động một hồi Tiêu Phàm linh hoạt tránh khỏi cú đấm của Man Lực Viên, nhưng vị trí hắn vốn đứng lại phải chịu trận, mặt cỏ vốn dĩ xanh biếc lại bị Man Lực Viên nhấc lên một mảng, cây cỏ bay tán loạn theo chiều gió, mà trên mặt đất, một vùng đất vàng trói mắt lại bị sức mạnh to lớn của Man Lực Viên đập vỡ, lộ vẻ xấu xí mà hung tợn. Tom Cruise dùng móng vuốt nhỏ của nó ôm mặt, xuyên qua đầu nói tay nhìn về phía chiến trường, nó ra vẻ bình tĩnh lại hơi xem thương nói, hừ. Tinh tinh đúng là một loại vật thô bỉ, meo, sau đó Tom Cruise lại vỗ vỗ ngực chính mình, mà tỏ vẻ nghĩ lại là thấy sợ, may mà mèo đây cơ chí, nếu không ở cùng tên ngốc mệnh phàm kia là thảm rồi mèo. Mà tên ngốc trong miệng Tom Cruise hiện tại quả thực có chút chật vật, vốn chỉ cần đối phó với một tên Reginald thôi tiêu phàm đã cảm thấy khó giải quyết rồi, mà hiện tại tiêu phàm lại đối diện với thêm một con nữa. Tên thú cưng tiểu man, thú cưng thuộc về Reginald, cấp bậc của thú cưng, 25, giống thú cưng, man lực viên, phẩm chất thú cưng, hiếm. Thiên phú chủng tộc: Cự lực, hiệu quả, man lực viên khi tấn công sẽ dồn vào sức mạnh rất lớn, phạm vi lớn sẽ tăng lên lực tấn công của bản thân. Loại thiên phú: Bị động. Kỹ năng: Tên kỹ năng: Mãnh kích. Loại kỹ năng: Chủ động. Hiệu quả: Đánh mạnh về phía mục tiêu, tạo thành thương tổn lớn với mục tiêu, có tỷ lệ nhất định tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu, thời gian làm lạnh 5 phút. Kỹ năng tiêu hao: 10 điểm thể lực. Điều kiện lính ngộ: Có được thiên thú cự lực. Tên kỹ năng: Chiến ý gào thét loại kỹ năng, chủ động, hiệu quả, gào thét phẫn nộ ra bốn phía, khiến không gian bị chấn động, ảnh hưởng biên độ nhỏ đến hành động của những kẻ địch ở xung quanh, trên phạm vi rộng tăng lên lực tấn công của bản thân, thời gian làm lạnh 10 phút. Kỹ năng tiêu hao, 50 điểm thể lực. Từ khi có con mắt ác ma, tiêu phàm đã hình thành thói quen quan sát trước khi chiến đấu, để bảo đảm an toàn tính mạng, ngay cả tinh tinh tiêu phàm cũng phải giám sát, không thể bỏ qua. Vậy mà man lực viên của Rezono lại là vật nuôi có phẩm chất hiếm, Nhìn thấy bộ dáng hung ác này của nó, tiêu phàm còn tưởng rằng nó ít nhất cũng phải là phẩm chất sử thi cơ. Nhưng man lực viên chỉ thấp hơn tiêu phàm 6 cấp, đây đúng là một phiền phức lớn. Nếu nó giống như tên ham ăn biếng làm Tom Cruise bên cạnh mình chỉ có cấp 1 thì thật là tốt biết bao, nếu như vậy, tiêu phàm chỉ cần một cái tát là có thể tát chết luôn con tinh tinh này. Man lực viên cấp 26 trong mắt tiêu phàm như một boss giã ngoại hơi mạnh một chút, nếu như chỉ có một mình nó cũng không thể tạo ra nổi bao nhiêu uy hiếp với tiêu phàm, nhưng cố tình bên cạnh nó lại còn có một người anh em lớn bộ dáng y chang nó là Rezono, vậy thì tình hình sẽ khác đi. Tiêu phàm vừa phải ứng đối với sự tấn công mạnh mẽ từ man lực viên, lại vừa phải cẩn thận cảnh giác với Rezono, tiêu phàm cảm thấy có phần khổ sở không nói nên lời, hai bên tay hắn đều đã cầm kiếm, vừa lùi vừa chống đỡ, nhưng bước chân hắn lại vẫn gọn gàng dứt khoát, không có chút lộn xộn nào. Rezono thấy tiêu phàm không hề hoảng loạn khi đối mặt với sự tấn công mạnh mẽ của mình và man lực viên, trong lòng thầm than, Lích Kinh quả thật là quá đỉnh. Dưới sự tấn công của mình và tiểu man, hắn vẫn có thể chịu đựng được mà không phái thú cưng của mình ra trợ giúp, thật sự rất giỏi, có điều anh cho rằng tôi với tiểu man dễ đối phó như vậy hay sao? Rezono nắm chặt thanh kiếm lớn trong tay mình chém về phía tiêu phàm. Tiêu phàm nhìn thấy Rezono đang đánh về phía mình liền vội vàng chuyển hướng kiếm trong tay đón nhận. Keng, âm thanh kim loại khẽ vang lên, thanh kiếm lớn của Rezono đánh vào thanh trường kiếm của Tiêu phàm. Rezono nở nụ cười, bởi vì chỉ cần vũ khí của tiêu phàm tiếp xúc với vũ khí của mình, hẳn là anh ta có thể dở lại mánh cũ, giống như khi đối phó với thái thập tam mà thi triển tuyệt kỹ tá lực trước giới của anh ta. Chỉ là ngay sau đó, nụ cười của Rezono liền vụt tắt. Sau khi tiêu phàm chống đỡ sự công kích của mình, Rezono không hề thi triển tuyệt kỹ mà anh ta thạo nhất tá lực trước giới mà lại trực tiếp thu hồi lại kiếm của mình, lùi từng bước về phía sau, cũng có ý bảo man lực viên lùi lại sau đó rezano cảnh giác nhìn tiêu phàm biểu tình có phần ngưng trọng tiêu phàm không hiểu rezano đang làm cái quỷ gì bỗng nhiên dừng lại đợt tấn công mãnh liệt có điều cũng đúng lúc tiêu phàm có thể có thời gian tạm nghỉ điều chỉnh lại trạng thái một lúc vừa rồi rezano không sử dụng thủ pháp tá lực của để đánh bay vũ khí của tiêu phàm không phải là bởi vì anh ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý mà là anh ta không thể sử dụng được kỹ năng khi rezano bắt đầu anh ta thấy kiếm pháp của tiêu phàm cũng chỉ bình thường mà thôi vót chém bổ chọc đều là bộ dáng rất bình thường, không có chút đặc sắc nào cả. Anh ta nghĩ Tiêu Phàm chỉ là một người chơi bình thường trong trò chơi, cũng không hiểu được cách chiếm ưu thế bằng kỹ xảo khi chiến đấu trong hiện thực. Nhưng trong khoảnh khắc kiếm của anh ta tiếp xúc với trường kiếm của Tiêu Phàm, anh ta biết rằng suy nghĩ của mình đã sai rồi, hơn nữa còn là quá sai, anh ta đã vô cùng coi nhẹ kỹ xảo đánh nhau của Tiêu Phàm. Kỹ xảo tá lực của Rezono cần phải cảm nhận được phương hướng sử dụng lực của đối phương khi hai vũ khí tiếp xúc với nhau, thông qua phán đoán của bản thân mình mà tiến hành việc lợi dụng, thay đổi góc lệch của vũ khí của mình để chỉ dẫn sức mạnh truyền vào của đối phương, phương hướng và sức mạnh của người sử dụng lực mâu thuẫn với nhau, lại thông qua chấn động tần số cao với biên độ nhỏ khiến cho vũ khí của đối phương rời khỏi tay. Trên lý thuyết khi vũ khí của hai bên tiếp xúc với nhau, Rezono đã nắm được mấu chốt để phản chế, nhưng ngay khi Rezono định dùng tuyệt kỹ sở trường của anh ta, anh ta lại gặp phải một tình huống chưa từng gặp bao giờ. Rezono cảm nhận được khi tiêu phàm chống đỡ lại công kích của anh ta, không hề có góc độ thiên hướng rõ ràng, mà chỉ có định ý rõ rệt. Không có khuynh hướng của góc độ, Rezono sẽ không thể lợi dụng được để chỉ dẫn, tự nhiên sẽ không thi triển được tuyệt kỹ sở trường của mình. Khi anh ta rèn luyện bên trong quân đội, Rezono đã từng gặp qua rất nhiều cao thủ đấm bốc, nhưng lại chưa từng gặp ai có thể cân bằng lực đạo ở mức hoàn hảo như thế này. Để có thể cân bằng như vậy cần phải vô cùng tập trung, mà sự tập trung này lại có vẻ đáng sợ chương 367, nguy hiểm. Cản địch chính là cản địch, tấn công chính là tấn công, hắn không hề để thừa một chút sức lực nào để dừng lại. Đây hoàn toàn không giống như chuyện mà con người có thể làm được, tựa như hiện tại tên mệnh phàm này có thể sử dụng được thủ pháp của thần tiên. Cho nên lúc này Rezono lặng lẽ cho tiêu phàm một cái định nghĩa ở trong lòng, người này không phải người bình thường, mà là một cao thủ kiếm đạo chân chính. Trong mắt những người bình thường, thanh kiếm mà tiêu phàm sử dụng không có điểm gì đặc biệt, trông nó có vẻ đơn giản và bình thường nếu như phải nói ra một ưu điểm nào đấy thì chỉ có thể là nhìn qua rất thuận mắt mà thôi. Sao lại nói là thuận mắt? Bởi vì lúc tiêu phàm múa kiếm trông rất lưu loát, trôi chảy mượt mà, không ngừng lại chút nào. Mà sự lưu loát trong chiêu kiếm này của tiêu phàm lại bị Rezono tưởng lầm rằng đây là phản pháp quy chân. Đương nhiên cảnh giới kiếm thuật phản pháp quy chân này chỉ có tông sư kiếm thuật ngoài đời thật mới làm được thôi. Cho nên trong lòng Rezono đã dành cho tiêu phàm một danh xưng cao thủ kiếm đạo. Cao thủ kiếm đạo, Tiêu Phàm đâu tính là cao thủ kiếm đạo gì đâu. Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường theo học kiếm pháp thuộc sơn trên mắt trong điện thoại đại đậu 4. Nhưng cũng có thể vì các chiêu thức kiếm thuật của Tiêu Phàm xuất thân từ thuộc sơn nên chúng mới có thể trở nên không giống người thường ở trong mắt người quen đánh đấm kịch liệt như Rezono. Kiếm pháp thuộc sơn vốn không phải là kiếm kỹ thuộc loại phàm trần, Rezono so sánh giữa đánh vật đời thường với kiếm pháp thuộc sơn, đương nhiên là cách xa một trời một vực. Hơn nữa lịch sử của kiếm pháp thuộc sơn đã lâu rồi, trải qua thời gian tích lũy lắng động lại, tinh hoa ẩn trong đó không thể tưởng tượng được. Nếu không sao có thể nói học được một chút tuyệt kỹ thuộc sơn đã có thể ngạo mạn trong võ lâm, học được một nửa thì có thể tung hoành tam giới. Kỹ xảo giảm lực tước vũ khí của Rezono cần phải tìm được phương hướng dùn lực của kẻ địch. Bản chất quan trọng nhất là nắm bắt được sơ hở của địch trong chiến đấu. Mà các tiền bối phải thuộc sơn đã loại bỏ được những sơ hở cấp thấp này của kiếm pháp thuộc sơn trong quá trình nghiên cứu cải tiến. Hơn nữa cho dù kiếm pháp Thục Sơn có tồn tại sơ hở thật đi chăng nữa thì ánh mắt của người theo kiểu chiến đấu đánh vật như Rezono chẳng thể nhận ra được. Cho nên kiếm pháp mà tiêu phàm sử dụng trở nên có vẻ bất thường trong mắt vị người trong nghề Rezono này. Bởi vì nhìn qua cách chiến đấu của tiêu phàm rất bình thường, nhưng nếu bỏ công sức thưởng thức tinh tế thì sẽ nhận ra chúng quá hoàn hảo, giống như một thứ không tồn tại trong cuộc sống bình thường vậy. Chấm, tiêu phàm không biết tại sao Rizan lại đột nhiên dừng tay, hắn cũng không để ý tới việc này. Nhìn vào cục diện hiện tại, tiêu phàm đang rơi vào một hoàn cảnh xấu. Tuy rằng hắn có thể ung dung đối phó với đợt tấn công đầu tiên của Rezono, nhưng hiện tại bọn họ đang hai đánh một, nhiều tinh tinh có thể ức hiếp ít người. Tiêu phàm vẫn cảm thấy đau đầu với cục diện này, cho nên tiêu phàm phải tìm cơ hội lần lượt đánh bại man lực viên và Rezono. Mà tiêu phàm đã xác định được mục tiêu cần phải đánh bại đầu tiên. Mục tiêu cần đánh bại đầu tiên là man lực viên, nhất định phải là vượt dã man. Tuy rằng nếu trực tiếp lật đổ được Rezono thì cho dù man lực viên còn sống cũng coi như tiêu phàm đã thắng trận đấu này rồi. Nhưng trong quá trình lật đổ Rezono Cover quá nhiều nguy hiểm ẩn giấu. Tiêu phàm vẫn không quên kỹ năng cuồng chiến sĩ chi huyết làm người khác lo lắng khi nhìn qua này. Lúc lượng HP của Rezono giảm xuống dưới 50%, kỹ năng này sẽ tự động khởi động. Trừ phi là tiêu phàm có thể chắc chắn hạ được Rezono trong nháy mắt khi lượng HP của anh ta còn trên 50% nếu không như vậy mà tiếp tục đánh thì tất nhiên cuồng chiến sĩ chi huyết sẽ được khởi động. Đương nhiên ý tưởng để tiêu phàm hạ được Rezono trong nháy mắt rất có chi khí, nhưng đương nhiên cũng không phù hợp với hiện thực. Cho nên lúc này trong lòng tiêu phàm đã đưa ra quyết định. Trước tiên phải tìm cơ hội giết chết vật nuôi man lực viên của Rezono rồi tiếp tục tập trung sức lực để thối phó với anh ta. Trong lúc tiêu phàm đang tự hỏi kế hoạch tác chiến tiếp thao nên như thế nào thì Rezono lại không bỏ ra tâm tư để lo lắng chuyện này vì anh ta không phải kiểu người chơi như vậy. Lúc mà Rezono vẫn trong bộ đội, anh ta chỉ được giáo dục không được lùi bước trước khó khăn, phải dũng cảm khiêu chiến, dũng cảm tiến lên. Cho nên khi Rezono phải đối mặt với kiếm thuật của tiêu phàm khiến anh ta không thể sử dụng tuyệt kỹ đáng vật cua bản thân cũng không hề phiền não. Anh ta chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, bỏ qua ý tưởng sử dụng kỹ thuật đánh vật để đánh bại tiêu phàm, chuyển qua cách lấy cứng trọi cứng. Đây không phải hiện thực, đây đang là trò chơi, ngoại trừ kỹ thuật đánh vật ra thì anh ta vẫn còn sử dụng được kỹ năng khác. Preseno biết chuyện này, anh ta lấy lại sự tự tin một lần nữa rồi liều chết xông về phía Tiêu Phàm. Chấm, giã man va chạm, Preseno hiểu rất rõ ràng, lúc bắt đầu ra tay anh ta đã chọn sử dụng kỹ năng giã man va chạm của chiến sĩ. Nhưng sử dụng kỹ năng giã man va chạm này lúc đánh PVP thật sự có quá nhiều mạo hiểm, giống như khi một phù thủy sử dụng lỏa thượng trì hoãn vậy dã man va chạm lấy tư thế trước nay chưa từng có lao về phía trước đẩy lùi kẻ địch đồng thời gây ra thương tổn lớn cho đối phương đây chính là kỹ năng dựa vào tốc độ nhanh của người chơi để va chạm vào kẻ địch bình thường sử dụng chúng tấn công liên tiếp sau khi tiếp cận được kẻ địch sẽ tốt hơn vì như vậy có thể đảm bảo kỹ năng có thể đánh chúng mục tiêu bây giờ rezono sử dụng kỹ năng này thực sự rất mạo hiểm bởi vì khi khoảng cách giữa bản thân và kẻ địch quá xa mà sử dụng kỹ năng dã man va chạm sẽ có tỷ lệ kẻ địch né được rất lớn mà sau khi né được, bản thân đang ở tư thế sử dụng dã man va chạm sẽ lộ ra sơ hở, bị kẻ địch khống chế ngược lại. Tuy rằng tiêu phàm vẫn đang tự hỏi nên chiến đấu như thế nào nhưng đồng thời hắn vẫn luôn cảnh giác từng cử động của Rezono. Tiêu phàm nhìn thấy Rezono bỗng nhiên mạnh mẽ lao tới, lập tức phản ứng lại, bước chân chuyển động, thân hình nghiêng về một bên, nhanh chóng di chuyển vị trí né tránh anh ta. Tiêu phàm thầm nghĩ con tinh tinh này mạnh vậy sao? Nhân lúc mình ngây ra nó lại lao về phía mình trong lúc kỹ năng dã man va chạm phát huy hiệu quả có thể giúp cho tốc độ sông về phía địch của người chơi tăng vọt nhưng dù như thế vẫn không đủ nhanh mà ngược lại tốc độ chậm như vậy sẽ bị kẻ địch dễ dàng phản ứng lại đương nhiên tiêu phàm đang đối mặt với dã man va chạm mà rezono sử dụng cũng không ngoại lệ tiêu phàm cảm nhận được một cơn gió mạnh vừa lướt qua người hắn sau đó thân hình của rezono cũng nhanh chóng xoẹt qua cạnh người hắn cơ hội tốt tiêu phàm đang định giơ tay lên phản công chém regional theo thói quen nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện một bóng đen xuất hiện trước mặt hắn man lực viên cái tên này xuất hiện phía trước mình từ khi nào vậy tiêu phàm nhìn thấy man lực viên xuất hiện thì nhanh chóng thu tay lại đặt kiếm chắn trước ngực nhưng lúc này man lực viên cũng không vung nắm đấm của nó lên mà nó há miệng thật lớn gầm lớn về phía tiêu phàm gào tuyệt kỹ chiến ý gào thét của man lực viên Man lực viên sử dụng chiến ý gào thét có thể dùng tiếng gào thét của bản thân để gây ảnh hưởng nhỏ lên hành động của kẻ địch xung quanh, đồng thời tăng mạnh lực tấn công của bản thân. Mà hiện tại rõ ràng man lực viên sử dụng chiêu thức này với Tiêu Phàm không phải là để tăng phạm vi tấn công của nó mà là để làm ảnh hưởng đến hoạt động của Tiêu Phàm. Tuy trong phần giới thiệu viết là hiệu quả của kỹ năng chiến ý gào thét gây ảnh hưởng nhỏ lên hành động của kẻ địch nhưng thật ra cũng không hẳn là nhỏ. Bởi vì trò chơi bây giờ không giống với trước kia có rất nhiều kỹ năng không thể chỉ xem phần giới thiệu mà còn phải liên hệ đến hiệu quả thực tế. mươi 368, giết ngược lại. Mà hiện tại, lần này man lực viên sử dụng tuyệt kỹ này rất bất ngờ, thời cơ cũng vô cùng hoàn hảo, tiêu phàm cảm nhận được từng trận khí mãnh liệt thổi tới chỗ hắn. Hắn cảm thấy lỗ tai của bản thân kêu ong ong lên, sắp bị con tinh tinh trước mắt này hét đến điếc mất rồi. Thính giác của tiêu phàm bị ảnh hưởng tạm thời khiến cho khả năng cảm nhận xung quanh của hắn cũng giảm xuống rất nhiều, ngay cả lúc này có người đánh úp phía sau hắn hắn cũng không nhận ra. Sau khi tiêu phàm phải đón nhận ảnh hưởng từ kỹ năng chiến y gào thét của man lực viên ở cự ly gần, dã man công kích vốn đang hướng về phía về Rezono vừa điều chỉnh xong đã chuyển hướng đi, sau đó đó Rezono nhanh chóng tiến về phía tiêu phàm, hai tay cầm chặt trường kiếm đứng phía sau tiêu phàm, anh ta cầm kiếm dần dần nâng cao lên, sử dụng đoạn cuối chuôi kiếm nện thật mạnh xuống gái tiêu phàm. Đúng vậy, là đoạn cuối chuôi kiếm, bởi vì Razorno phải sử dụng kỹ năng Thuẫn kích, Thuẫn kích, kỹ năng này có thể giúp người sử dụng có thể dùng tấm khiên chắn đánh mạnh về phía kẻ địch tạo thành choáng váng. Nhưng không phải tất cả những người chơi chức nghiệp chiến sĩ khác trong trò chơi đều thích cầm khư khư loại vũ khí phòng ngự như tấm khiên ở trong tay. Sau khi đã trải qua kinh nghiệm của những người chơi mới phát hiện, kỹ năng Thuẫn kích này quả thật mà nói hẳn nên có tên là độn kích. Bởi lẽ ngoại trừ việc sử dụng vũ khí tấm khiên thì sử dụng vũ khí loại đần cũng có thể thông qua kỹ năng thuẫn kích mà tạo ra hiệu quả gây choáng, nhưng mà vũ khí tinh duệ lại không sử dụng được. Cho nên khi sử dụng chiêu thuẫn kích để đánh ngất tiêu phàm, Rezano đã lựa chọn sử dụng chuôi kiếm của thanh cự kiếm để thực hiện. Lúc này tiêu phàm bị tiếng giống của man lực viên làm cho ù tai, vô cùng thiếu nhạy bén, chỉ lo đề phòng con man lực viên đen nhánh đứng trước mặt mình, sao có thể phát hiện ra được lúc này sau lưng mình có nguy hiểm đang tập kích. Đám người thái thập tam nhìn thấy tiêu phàm bị Rezono đánh lén liền vội vàng hét lên nhắc nhở, có điều lúc này thính lực của tiêu phàm đã chẳng khác nào người điếc rồi, muốn tiêu phàm nghe được những gì bọn họ đang nói quả thực còn khó hơn cả lên trời. Cho nên tiêu phàm thê thảm rồi, chuôi kiếm của Rezono hung hăng đập vào gáy của tiêu phàm, một vòng nhang mũi xuất hiện bên trên đỉnh đầu tiêu phàm, cứ như vậy tiêu phàm đã hôn mê bởi kỹ năng thuấn kích của Rezono. Rezono nhìn thấy thuấn kích của mình đã thành công khiến tiêu phàm choáng váng, trong lòng anh ta cảm thấy vui vẻ, anh ta biết chiến thuật lần này của mình đã thành công rồi. Đây là chiến thuật gọng kìm mà Rezono đã từng luyện tập thành thục với thú cưng man lực viên của mình, gọi là man lôi cùng đánh. Trước hết Rezono sử dụng dã man va chạm để ra tay, khiến cho lực chú ý của đối thủ tập trung hết vào một chiêu đó của Rezono, mà man lực viên lợi dụng cơ hội để theo đuôi Rezono trong lúc va chạm, rồi bỗng nhiên xuất hiện khi dã man va chạm lướt qua đối thủ. Sau khi man lực viên xuất hiện, trực tiếp sử dụng chiến ý gào thét với kẻ địch ở cự ly gần, cho dù kẻ địch có kịp thời phản ứng lại được để đề phòng man lực viên vừa mới xuất hiện thì cũng không thể phòng bị được ảnh hưởng của chiến ý gào thét trong cự ly gần, bởi vì sóng âm có thể xuyên qua mọi thứ. Mà lúc này, Rezono kết thúc dã man công kích sẽ tiếp cận kẻ địch từ phía sau, nhanh chóng thi triển thuẫn kích khiến kẻ địch choáng váng. Nhìn qua thì chiến thuật kết hợp này vô cùng đơn giản, nhưng nếu như chú ý kỹ, khi Rezono bắt đầu sử dụng dã man va chạm quả thực có thể khiến người khác không chú ý tới nhưng để man lực viên theo đuôi Rezono mà không bị phát hiện là điều khá khó nhằn. Có điều may mắn là man lực viên đi theo sau Rezono, hai người có thể hình khá giống nhau, hơn nữa lông của man lực viên lại là một màu đen thuần, như vậy dễ dàng khiến người khác tưởng nhầm thành đó là bóng của Rezono. Nếu như man lực viên đi sau lưng tiểu miêu, phỏng chừng không chỉ là không giấu được, hơn nữa còn trở thành một tên biến thái mà chiến ý gào thét ở cự ly gần mà man lực viên sử dụng sau đó cũng chỉ là để hạ thấp báo động của kẻ địch đối với những nguy hiểm ở xung quanh, là để chuẩn bị giúp kỹ năng hạn chế thuẫn kích mà Rezono sử dụng sau đó không thất bại. Chiêu man lôi cùng đánh này của Rezono dựa vào thế tấn công dồn dập mạnh mẽ, hoàn toàn khắc chế được hành động động lực của tiêu phàm, hoàn toàn thể hiện được bản chất của chiêu thức gọng kìm này, sự kích động của dã man trong chữ man, sau đó Rezono lại sử dụng lôi mạnh mẽ nghiền nát đối thủ, hoàn toàn lần man lôi cùng đánh này. Man lực viên hưng phấn vung vung nắm đấm của nó lên, có phần vội vã phóng về phía tiêu phàm. Lúc này cự kiếm của Rezono cũng đang vung cao, không chút khách khí mà chém xuống. Lần tấn công này của man lực viên cùng Rezono không phải là tấn công bình thường, tấn công bình thường không thể thể hiện hết được thế tất sát nghiền nát mọi thứ như lôi đình thế này, chỉ có đòn tấn công mạnh nhất mới có thể thể hiện được sức phá hoại mà sấm sét mang theo. Mãnh kích, hiện tại man lực viên đang sở hữu kỹ năng tấn công mạnh nhất, sau khi gia tăng lực tấn công của chiến ý gào thét, nắm đấm của man lực viên mang theo khí thế trước nay chưa từng có phóng về tiêu phàm. Phách sơn đoạn nhạc, cực kiếm vững như thái sơn của Rezono lúc này mang theo sức nặng tựa núi cao vung xuống người tiêu phàm. Với hai kích này, tiêu phàm phải chết là điều không thể nghi ngờ, trong giai đoạn hiện tại căn bản không có một người chơi nào có thể đồng thời chống chọi được với thương tổn từ hai kích này. Thái thập tam rất sợ hãi, trong cảm nhận của cô tiêu phàm là người có sức mạnh vô địch, bách chiến bách thắng, cô không muốn nhìn thấy tiêu phàm thua cuộc ngay trước mặt mình như vậy, chỉ là vòng nhang muối trên đầu tiêu phàm lúc này lại khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thái thập tam cảm nhận được chiêu phách sơn đoạn nhạc của Rezono, cô biết một khi đã bị chiêu này của Rezono đánh chúng thì sẽ có thể cảm nhận được cảm giác trói buộc như bị áp lực vây quanh không có chỗ trốn, cho dù hiện tại tiêu phàm có tỉnh lại khỏi cơn mê thì đã rơi vào hoàn cảnh này rồi cũng chẳng thể làm gì có thể tránh né được. Tiểu Miêu lại có phần hưng phấn, cô ta căng thẳng theo dõi tình hình chiến đấu bên trên chiến trường, Cô ta không ngờ rằng vị đội trưởng của công hội chiến minh Rezono không thể hiện gì ở giải đấu lớn tân sinh PK lại có thể lợi hại đến như vậy, trực tiếp đẩy lích kinh mệnh phàm từng không ai có thể đánh lại trong giải đấu dồn vào chỗ chết. Có điều trong lòng cô ta vẫn cảm thấy nghi ngờ, hôm nay, bản thân mình thực sự có thể nhìn thấy tên đáng ghét này phải thua cuộc hay sao? Cự kiếm và nắm đấm đồng thời hạ xuống, một tia sáng nhạt lóe lên, sau đó máu tương văng ra. Mọi người nhìn về hướng chiến trường, khó có thể tin được mà trợn chừng hai mắt vẻ mặt không tin nổi. Chỉ có Thái Thập Tam là ngoại lệ, cô vỗ vỗ lồng ngực phẳng đến mức khiến người ta đau lòng kia, nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẻ mặt trở nên kiêu ngạo, một lần nữa lấy sự tự tin của đại đương gia Long Hổ Bang, đồng thời cô dùng vẻ mặt sùng bái chăm chú nhìn về phía trước. Cự kiếm của Rezono đã hạ xuống, chém thẳng vào một mảng đất vàng dư tợt, bởi vì vốn dĩ mặt cỏ xanh biếc bên trên mảnh đất vàng kia đã bị man lực viên đánh bay hết rồi. Lúc này, Rezono có phần khiếp sợ, điều khiến anh ta khiếp sợ không phải là vì tiêu phàm đột nhiên biến mất trong cục diện sắp phải chết kia, mà là khiếp sợ bởi sự đau khổ bên trong ánh mắt của thú cương man lực viên của mình. Rizan nhìn xuống dưới từ sắc mặt trắng bệch của man lực viên, phát hiện cổ của nó đã bị lưỡi dao sắc bén chém qua, máu tươi chậm rãi chảy xuống từ miệng vết thương của nó. chương 369, Cuồng Chiến Sĩ sau đó biểu cảm của man lực viên càng lúc càng đau khổ, cuối cùng nó ôm lấy cổ mình rồi hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trên thảo nguyên. Yên lặng, sự yên lặng chết chóc, mà sau khi man lực viên biến mất, tiêu phàm vốn đang đứng sau lưng man lực viên lại xuất hiện trong tầm mắt của Rezono. Lúc này trên bề mặt thanh Frostmon xuất hiện một vài bông tuyết đỏ màu máu, sau khi ngưng kết xong lại vỡ vụn tiêu tán theo sương mù, dường như nó đang chứng minh những điều nó vừa trải qua với tất cả mọi người. Chọc dân một con tinh tinh lớn ngày thường tính tình nhã nhận không phải là một việc làm sáng suốt. Bang hội chiến minh đồng loạt thầm hiểu như vậy. Còn bang hội chiến minh sẽ không nói ra miệng con tinh tinh lớn đấy là ai nhưng thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ. Sau khi bị tiêu phàm nhiều lần khinh thường, vật cương man lực viên của anh ta còn bị tiêu phàm giết chết, cuối cùng thì tiêu phàm cũng không giữ được sự bình tĩnh thường ngày, anh ta phát điên rồi. Nếu như nói hình ảnh mạnh nhất của tiêu phàm trong lòng Rezono là lúc hắn cầm chảo, còn trong lòng những người quen biết Rezono, hình ảnh mạnh nhất của anh ta chính là lúc anh ta bị cơn giận hoàn toàn lấn chiếm lý trí. Bởi vì những người bình thường tốt tính đến khi giận lên thì rất đáng sợ. Rezono bị sự giận dữ lấn chiếm, không thèm suy nghĩ đến nên chiến đấu thế nào, vung thanh cửa kiếm trên tay anh ta lên, liều chết lao mình về phía tiêu phàm. Hành động của anh ta không có chút kỹ thuật nào, chỉ liều mình làm bừa. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể chút ra hết lửa giận trong lòng anh ta. Hào đại bàn nhìn vào dáng vẻ của Rezono thì biết sắp có chuyện xảy ra rồi bởi vì chỉ có lúc rezano tức giận đến mức mất hết lý trí mới có thể trực tiếp xông lên vô cùng lỗ mãng như vậy những lúc bình thường lý trí rezano tỉnh táo anh ta làm việc gì cũng sẽ suy nghĩ cân nhắc trước nhưng một khi anh ta tức giận thì giống như một con người hoàn toàn khác vậy chỉ biết dùng sức mạnh thô lỗ đánh đấm lung tung ngay cả một chút sáng suốt còn sót lại trong đầu anh ta cũng biến mất không còn lại gì chỉ còn lại lửa giận bùng lên vô tận có lẽ cũng bởi vì điều này mà Rezono mới có thể khởi động nhiệm vụ nghề nghiệp cuồng chiến sĩ ẩn giấu trong trận doanh thú nhân. Nhưng hoàn toàn không phải Rezono ở trong trạng thái này đáng sợ đến thế nào. Mà ngược lại thực lực của Rezono lại tạm thời trở nên yếu đi vì anh ta đang chỉ biết sử dụng sức mạnh thô bạo mà không thèm suy nghĩ. Nhưng điều này chỉ làm tạm thời thôi. Mà tiêu phàm cũng hoàn toàn không biết Rezono vẫn luôn hiểu nhầm rằng hắn rất mạnh. Anh ta cho rằng tiêu phàm cầm chổi đánh nhau sẽ mạnh hơn so với lúc hắn cầm trường kiếm. Hơn nữa có nhìn thế nào cũng sẽ cảm thấy chuyện này không khoa học, đây cũng không phải trong tiểu thuyết. Tiêu phàm càng không biết câu trả lời qua loa của hắn đã chọc giận con tinh tinh của chiến minh này, hắn vẫn đang cảm thấy may mắn vì Rezono không nhìn ra tác dụng phụ của thời gian dọn rác. Tiêu phàm bỗng nhiên cảm nhận được bên tai mình có tiếng gió thổi, hắn xoay người nhìn lại, nhìn thấy Rezono không biết từ lúc nào đang đánh về phía mình. Tiêu phàm giật mình, lập tức phản ứng lại, tiêu phàm lui lại một bước, nghiêng người sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được một kích của Rezono. Cảm nhận được cuồng phong từ tác động của cú chảm của Rezono, tiêu phàm thầm nghĩ tấn công thật mạnh mẽ, nhưng mà... Vì sao, vì sao Rezono lại còn yếu hơn vừa nãy? Đúng vậy, tiêu phàm cảm thấy đòn tấn công lần này của Rezono đã dùng toàn bộ sức lực, không có sự chặt chẽ. Trên lý thuyết, mỗi đòn tấn công anh ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của bản thân sẽ có nhiều tính công kích hơn lúc bắt đầu, nhưng nó xuất hiện dưới tình huống anh ta hy sinh tính linh hoạt của bản thân, sử dụng toàn lực để tấn công sẽ không có lợi cho khả năng xác định phương hướng của bản thân. Cho nên sau khi đánh xong một đòn sẽ để lộ ra sơ hở lớn trước mắt đối thủ, mà tiêu phàm nhìn ra được chỗ sơ hở này sẽ không khách khí. Lúc này, đòn tấn công đầu tiên của Rezono không thành công, phần sức mạnh thừa lại không tiện hành động, tiêu phàm lập tức nắm lấy cơ hội này, bước chân nhẹ nhàng, khua hai thanh trường kiếm vừa mới thay trên tay lên, di chuyển đến cạnh người Rezono thanh kiếm của tiêu phàm vẽ vài đường máu đỏ tươi nguệch ngoạc trên người Rezono. Giữa mấy đường vẽ nguệch ngoạc của tiêu phàm, Rezono bị thương rồi. Thái thập tam nhìn thấy tiêu phàm đáng chiếm ưu thế thì vô cùng vui vẻ hô to lên, hưng phấn không thôi. Tiểu Miêu có vẻ có chút mất mát, bởi vì cô ta cảm thấy hiện tại Rezono bị tức đến mất bình tĩnh rồi. Anh ta dùng trạng thái này nghinh chiến với Lai Kinh mệnh phàm chẳng khác nào đi tìm đường chết cả. Xem ra lần đấu đơn này bên chiến minh của mình không còn cơ hội chiến thắng nữa rồi. Mặt hào đại bàn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cậu lại không phải là lo cho Rezono mà là lo cho tiêu phàm. Bởi vì hiện tại, cái gọi là tạm thời kia đã kết thúc rồi. Lúc này Rezono đang cúi đầu, nếu như anh ta ngẩng lên, tiêu phàm nhất định sẽ nhận ra trong hai mắt của Rezono đã bị những tơ máu đỏ rực che kín, không còn nhìn thấy trong mắt nữa, chỉ còn lại biển máu tràn ngập vô tận. Trên người Rezono bây giờ đầy máu tươi chảy ra từ các vết sách do tiêu phàm khua kiếm lúc nãy, nhưng không có chút máu nào rơi xuống, bởi vì chúng đều bay về phía trước, giống như một ngọn lửa bay tán loạn, trông vô cùng kỳ lạ. Một tia sáng hồng mờ mờ giống như ánh sáng còn sót lại buổi hoàng hôn chậm rãi gắn lên toàn thân Rezono, rất khó để nhận ra chúng. Những biến hóa của Rezono đều diễn ra trong im lặng, theo lý thuyết tiêu phàm hẳn sẽ không nhận ra chúng, nhưng mà... Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng cảm giác nguy hiểm của bạn đang cảnh báo. Nếu như đây là lần đầu tiên thông báo này của hệ thống xuất hiện, tiêu phàm nhất định sẽ có thái độ nghi ngờ nhưng trải qua kinh nghiệm muộn côn lần trước đánh lưu manh trộm cắp tiêu phàm không còn dám không chú ý đến sự nguy hiểm cảnh báo của kỹ năng cảm giác nguy hiểm của hắn nữa cho nên sau khi tiêu phàm nhận được cảnh báo tiêu phàm lập tức bỏ qua đòn tấn công mình đang sử dụng với rezono thu lại hai thanh vũ khí về trước người hắn bày ra tư thế phòng thủ cảnh giác với đối thủ đứng trước mặt mình từng giây từng phút không thể không nói phản ứng lúc này của tiêu phàm vô cùng nhanh nhẹn lại hoàn hảo nhưng như vậy vẫn chưa đủ bởi vì hiện tại hắn phải đối mặt với một cuồng chiến sĩ là Rezono. Thật ra trước khi bắt đầu cuộc thi lớn tân sinh PK, Hào Đại Bàn vẫn cảm thấy quán quân của cuộc thi đấu đó chính là hội trưởng Rezono của công hội chiến minh bên mình, bởi vì Rezono là một người chơi che giấu chức nghiệp, chức nghiệp của anh ta chính là cuồng chiến sĩ, mà năng lực chiến đấu của cuồng chiến sĩ thật sự quá mức biến thái. Bịch, tiêu phàm rất ghét âm thanh như vậy, bởi vì nếu như tấn công có thể vang lên loại âm thanh trầm như vậy thì chỉ có thể chứng minh rằng đối phương ra tay rất mạnh, mà hiện tại tiêu phàm lại là bên phòng thủ. Chết tiệt nhất chính là, không phải chỉ có một tiếng. Âm âm âm, tiểu miêu nhìn chăm chú vào chiến trường, nuốt một ngụm nước miếng. Cô ta thấy toàn thân Rezono lúc này đỏ rực, khí huyết bốc lên hừng hực trên da tựa như ngọn lửa đang bốc cháy. Hai mắt anh ta vô cùng đáng sợ, nóng bỏng như dung nham nóng chảy, có thể cảm nhận được sự tức giận đến vô cùng bên trong ánh mắt đó. Hình tượng của Rezono lúc này chẳng khác nào một vị ma thần bước ra từ địa ngục đẫm máu dưới vực thẳm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đáng sợ nhất là lúc này đây Rezono đang điên cuồng cua thanh cự kiếm trong tay, quật lên từng đợt gió mạnh, lấy Rezono làm trung tâm mà khuếch tán ra hai bên, mà thanh cự kiếm lại không ngừng lao về phía tiêu phàm đang phòng ngự chống đỡ. Âm thanh vang lên khi vũ khí của hai người tiếp xúc với nhau lại giống như âm thanh vang ra từ độn khí, bịch. chương 370, tấn công mãnh liệt phải mang theo sức mạnh lớn đến thế nào mới có thể làm được điều này. Sau đó Tiểu Miêu cẩn thận nhìn lại, cô ta mới phát hiện hóa ra Rezono vừa dùng lưng kiếm để tấn công, như vậy xem ra Rezono đang muốn dùng sức mạnh kinh khủng của mình để dồn lích kinh vào chỗ chết. Thấy vậy Tiểu Miêu thầm than trong lòng, hội trưởng của công hội chiến minh, thật sự rất khí phách. Chiến sĩ có thể nói là chức nghiệp có số lượng người chơi đông nhất trong tân sinh, dù sao cũng là một thành viên trong chiến pháp tam giác sắt, muốn không đông cũng không được mặc dù cuồng chiến sĩ cũng là một loại chiến sĩ nhưng mà số lượng lại tương đối thưa thớt trước mắt mà nói trong trò chơi cũng chỉ có một người là rezernal cuồng chiến sĩ so với chiến sĩ chỉ nhiều hơn một chữ nhưng mà lại khác nhau một trời một vực điều này khiến cho một nhân vật vốn dĩ xông pha chiến đấu gánh chịu tổn thương cho đồng đội trong chiến đấu lại càng có huyết tính đáng sợ hơn cuồng chiến sĩ là một chức nghiệp hy sinh lý trí để đổi lấy sức mạnh trong chiến đấu quy mô nhỏ có lực sát thương rất lớn Cuồng chiến sĩ bị lửa giận của bản thân ăn mòn lý trí, sau khi huyết tính tàn bạo trong huyết mạch bị kích phát ra, sẽ nâng cao tất cả các hạng thuộc tính cá nhân ngoại trừ trí lực, nhưng sẽ mất hết tính người, tiến hành công kích hủy diệt đối với toàn bộ sự vật xung quanh, không phân biệt bạn hay thù. Nhưng Rezono lại khác, anh ta hoàn toàn không có loại gánh nặng bạo tẩu mà mất khống chế này, hoặc là nói anh ta có thể làm cho loại gánh nặng này giảm thiểu đến mức thấp nhất. Có lẽ là bởi vì Rezono che chở đồng đội trong vô thức, sau khi anh ta hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, vẫn có thể đem định ý của bản thân khóa chặt trên người kẻ địch, sẽ không tạo thành hậu quả ngộ thương đồng đội. Cũng có thể là bởi vì điểm này, Rezono mới có thể chuyển chức thành chức nghiệp ẩn cuồng chiến sĩ trong tân sinh. Ở tân thủ thôn trận doanh ác ma, cái con cửu trung tướng ác ma Arista đã chuyển thừa chuyên tinh thân sĩ cho tiêu phàm đã từng nói, trả giá càng lớn thì sức mạnh đạt được sẽ càng lớn, câu nói này cũng thích hợp áp dụng lên cái chức nghiệp cuồng chiến sĩ này từ bỏ lý trí của bản thân, mặc cho cơn thịnh nộ khống chế bản thân chiến đấu để đổi lấy sức mạnh đã định trước là vô cùng cường đại. Rezono hóa thành một cơn bão lốc màu máu đỏ cuốn sạch toàn bộ chiến trường, mà tiêu phàm lúc này đang ở trong tâm bão khổ sở chống đỡ. Thanh cự kiếm sắc bén trong tay Rezono vung lên, không khí xung quanh bị cự kiếm điên cuồng khuấy động, lộ ra từng trận gió lốc. Bên trong gió lốc, cự kiếm bị Rezono sử dụng như một thanh vũ khí cùn, không chém vào thứ gì, chỉ đơn thuần là đập hung hăng mà đập, đập một cách vô cùng thô bạo. Rezono giống như muốn dùng sống kiếm của thanh cử kiếm cứ thế mà đập tiêu phàm thành thịt muối. Đinh, 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 cự kiếm và trường kiếm trong tay tiêu phàm lại một lần nữa giao chiến, tay tiêu phàm bị chấn động của mấy lần giao chiến chấn đến hơi tê tê. Nếu như có thể, tiêu phàm không muốn dùng kiếm trong tay mình đi chống lại công kích trước mắt của thanh cử kiếm của Rezono một chút nào cả. Nhưng mà hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì tiêu phàm không cách nào né tránh được đòn tấn công lúc này của Regional. Bởi vì hiện tại, Rezono không chỉ có thủ pháp tấn công thô bạo mà lại còn có tốc độ di chuyển và tốc độ công kích thật sự quá nhanh. Tiêu phàm biết chuyện này nhất định là do mấy kiếm của hắn đã kích phát kỹ năng bị động cuồng chiến sĩ chi huyết trên người Rezono, khiến cho huyết mạch cuồng chiến sĩ của Rezono thức tỉnh, thuộc tính nhân vật này sinh biến đổi lớn. Nhưng mà thế này thì cũng hơi quá rồi, làm sao mà có cảm giác một người chơi bỗng nhiên biến thành một con boss cuối vậy chứ? Lúc này tiêu phàm thật sự rất muốn phân tâm đi xem thông tin đối thủ mà kỹ năng ác ma ngưng thị của mình phản hồi về một chút, nhưng mà hiện tại hắn ngay cả động tác đơn giản này cũng không làm được, Rezono quá mức điên cuồng, khiến cho tiêu phàm có chút đối phó không xuể. Tình cảnh bây giờ của tiêu phàm làm hắn nhớ tới lần giao chiến đầu tiên giữa hắn và A Hoa Tỷ, lúc đó A Hoa Tỷ cũng dã man như vậy, cho nên trong lòng tiêu phàm lại càng thêm buồn bực, dù sao chuyện này cũng không phải là hồi ức vui vẻ gì. Tiêu phàm không phát hiện ra, nếu lúc ấy A Hoa Tỷ có được tốc độ hiện tại của Rezono, tiêu phàm đã sớm bại trận rồi nhưng mà lúc này mặc dù tiêu phàm rất chật vật nhưng vẫn còn đứng vững. Tiểu Miêu nhìn Rezono trên chiến trường, cảm thấy hơi là lạ. Cái người đang chiến đấu trên chiến trường kia thật sự là hội trưởng công hội chiến minh cười ha hả chào đón cô sao. Biến hóa này cũng không khỏi quá lớn đi, và lại tình thế trước mắt thế mà Rezono lại đang áo đảo mệnh phàm, chuyện này thật là chẳng còn gì để nói, trong lòng Tiểu Miêu âm thầm vui sướng, Mệnh Phàm, anh cũng có ngày hôm nay. Hào Đại Bàn cũng kinh ngạc nhìn chiến trường, nhưng mà sự kinh ngạc của cậu không phải là vì sự bộc phát thực lực của Rezono. Hào Đại Bàn cũng là thành viên của công hội chiến minh, sau khi vào trò chơi đều đi theo Rezono, cậu cũng đã từng chứng kiến dáng vẻ bạo tẩu lúc thức tỉnh cuồng chiến sĩ chi huyết của Rezono. Hào Đại Bàn thật sự vô cùng sùng bái thực lực sau khi bạo tẩu của Rezono nhưng mà cậu cũng sẽ không lần nào cũng kinh ngạc khi thấy Rezono sử dụng kỹ năng này. Sở dĩ hào đại bàn kinh ngạc là bởi tiêu phàm có thể duy trì chút hơi tàn dưới kiếm của Rezono lâu như vậy. Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể sống sót lâu như vậy trong lúc Rezono bạo tẩu. Phải biết rằng lần trước hào đại bàn tổ đội cùng Rezono đi đánh boss giã ngoại cấp 35, sau khi Rezono bạo tẩu, con boss vô cùng cường đại kia cũng chỉ cần hai phát là chết. Mà bây giờ tiêu phàm có thể chống đỡ đến vòng tấn công thứ mấy này, thật sự có chút không tầm thường. Khác với bầu không khí bên chiến minh, bang long hổ khẩn trương hơn rất nhiều. Rõ ràng lúc nãy tiêu phàm vẫn chiếm ưu thế nhưng mà không biết tại sao bỗng nhiên lại thấy Rezono như đánh tiết gà biến thành một con quái vật, đuổi theo tiêu phàm mà ra sức đánh đập, tim của đám người bang long hổ đều muốn nhảy cả ra ngoài mất thôi. Thái thập tam bị dọa sợ đến mức cũng bắt đầu khẩn trương cầu nguyện, là đứa con gái mà lão đại xã hội đen yêu thương nhất, bình thường muốn gì được nấy, từ trước đến nay chưa từng cầu nguyện điều gì, nhưng mà vì tiêu phàm, cô đành phá lệ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân bình thường không thắp hương, gặp chuyện mới đi ôm chân Phật, không đủ thành tâm nên dù có thái thập tam cầu nguyện, mạng của Tiêu Phàm rốt cuộc cũng không trụ nổi. Sau khi trải qua hơn mấy lần bị đập, Tiêu Phàm rốt cuộc không chịu nổi tấn công mãnh liệt như vậy, chỗ hổ khẩu đã run đến mức cầm trường kiếm không nổi, dưới một kích của Rezono, trường kiếm hơi trượt khỏi tay. Trong lúc kẻ địch tấn công mãnh liệt, nắm vũ khí không vững là một chuyện khá nguy hiểm nhưng mà Tiêu Phàm rất thông minh thuận thế lui về phía sau, tránh thoát một số trùng kích. Nhưng Rezono cũng không định buông tha tiêu phàm như vậy, một kích khác lại chém tới. Tiêu phàm vẫn chưa thoát khỏi vận mệnh bị Rezono đánh bay, sau một kích này của Rezono, tiêu phàm rốt cuộc đứng không vững, ngã sấp về phía sau, cú ngã này cũng không phải một cú ngã bình thường, nó mang theo trùng kích dã man nhất của Rezono. Tiêu phàm nặng nề ngã trên mặt đất, ngược chấn động, trong miệng ngòn ngọt, một ít máu tươi chảy dọc xuống bên khóe miệng tiêu phàm. Một cú ngã này khiến HP của tiêu phàm từ 100% suýt chút nữa tụt xuống chạm đáy, có thể thấy công kích lúc nãy của Rezono đáng sợ đến mức nào. Cũng khó trách lúc trước Rezono có thể đánh chết boss giã ngoại cấp 35 chỉ bằng hai phát. Nhìn kẻ địch trướng mắt trước mặt rốt của cũng ngã xuống, Rezono hai mắt đỏ bừng cao giọng kêu gào như giã thú, trong tiếng gào thét âm thanh hùng hậu này mang theo vui sướng cực hạn. Trường 371, Cuồng Chiến Sĩ Thứ Hai Tiêu phàm nhìn thoáng qua cái tên Rezono đã hoàn toàn hóa điên như dã thú trước mắt này, lại coi lượng HP tụt xuống của mình, cười khổ. Không có cách nào cả, hiện tại muốn thắng Rezono, hắn chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ áp hòm vẫn luôn chưa sử dụng trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh mà thôi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm rời khỏi đội ngũ. Đám người bang long hổ bởi vì nhìn thấy tiêu phàm bị Rezono đánh ngã trên mặt đất mà khẩn trương thái quá nên cũng không chú ý tới việc lúc này mình nhận được một thông báo nhắc nhở của hệ thống cuồng chiến sĩ quá ngầu, thật sự là khiến cho lòng người hả hê mà. Tiểu Miêu nhìn thấy tiêu phàm bị Rezono đánh té ngã trên mặt đất, cả người đều vui sướng đến nhảy cẫng lên. Bắt đầu từ lúc Ngọc Sinh Yên bị tiêu phàm đánh bại tại giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh, có không ít người muốn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng lích kinh mệnh phàm bị người khác đánh bại. Bây giờ, Tiểu Miêu cảm thấy thời điểm mà nguyện vọng này được thực hiện đã đến rất gần rồi. Bởi vì Tiểu Miêu có thể nhận ra, hiện tại Rezono vô cùng mạnh, mạnh hơn so với bất cứ người chơi nào mà Tiểu Miêu đã từng gặp trong trò chơi. Sức mạnh này, tốc độ này, lực phá hoại này, Rezono hiện tại nói một cách đơn giản chính là một con quái vật. Cho nên Tiểu Miêu rất hưng phấn, cô cảm thấy cái loại ác nhân như tiêu phàm nên bị một con quái vật như vậy đánh cho một trận tơi tả mới được, có như vậy mới có thể xua tan một bụng tức giận của cô. Tiêu phàm đứng dậy, lao đi vết máu tươi nơi khóe miệng, nhìn Rezono đang tắm trong biển máu sau khi cuồng hóa một cái, một tia sáng màu đỏ như máu không dễ phát hiện lóe lên trong mắt tiêu phàm. Gorilla à, anh thật là lợi hại nha, nhưng mà, ở đây cũng không phải chỉ có mình anh mới có thể biến thân đâu nha. Tiêu phàm hít một hơi thật sâu, tự tin nói. Tiêu phàm cũng không thèm quan tâm xem trạng thái hiện tại này của Rezono có thể nghe rõ lời hắn nói hay không, bởi vì lời này hắn nói là để cho những đồng đội bang long hổ kia nghe. Sau khi hắn bị xấu mặt lại khiến bọn họ lo lắng quá mức, tiêu phàm vẫn luôn băn khoăn, Tiểu Miêu nghe lời Tiêu Phàm nói, trong lòng liền không vui. Chảnh cái gì mà chảnh chứ? Lúc nãy anh bị Rezono đánh đập như cờ hó, giờ lại còn làm bộ làm tịch, không thấy mất mặt hả? Người đẹp luôn có tính tình rất cổ quái, sau khi nhìn thấy Tiêu Phàm lộ vẻ đã có tính toán từ trước, không hiểu sao trong lòng Tiểu Miêu bỗng nhiên không vui nổi, hận không thể khiến Rezono đánh cho Tiêu Phàm ngã xuống đất một lần nữa. Tiểu Miêu vốn định hò hét vài tiếng để trợ uy cho Rezono, nhưng mà cô lại chú ý đến bộ dáng hiện tại của Tiêu Phàm, vừa mới há miệng ra, lại lần nữa im lặng. Bởi vì cẩn thận quan sát nên cô thấy có một tia sáng đỏ như máu lặng lẽ lan khắp trên cơ thể tiêu phàm, một màn này khiến cho cô nhớ tới thời khắc Rezono biến hóa lúc trước, một ý nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu tiểu miêu. Cuồng chiến sĩ thứ hai, vừa mới nảy ra ý nghĩ này, tiểu miêu liền đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có một cỗ lạnh lẽo khiến cho người ta hơi sợ hãi. Dường như để chứng thực cho ý nghĩ của tiểu miêu, tiêu phàm nhấc thanh kiếm trên tay lên, hóa thành một trận gió, đánh về phía Reginald. Nhanh, thật là nhanh, từ trước tới nay trong trò chơi, Tiểu Miu chưa từng thấy tốc độ di chuyển nào nhanh đến như vậy, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng mà khi nhìn thấy tốc độ mà tiêu phàm đột nhiên bộc phát, Tiểu Miu vẫn không nhịn được mà chấn động trong lòng. Mà lúc này, tiêu phàm đã giết tới trước mặt Reginald, hai thanh trường kiếm quét ra, lưỡi kiếm lóng lành ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, hùng hổ dọa người. Tiêu phàm không trần chờ, tiện tay chém mấy kiếm về phía Reginald. Mặc dù nói là tiện tay nhưng mà công kích này lại nhanh như điện xẹt chém về phía Rezono. Rezono cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, há miệng phẫn nộ gào lên một tiếng, bị ép phải nâng thanh cự kiếm lên đón đỡ. Tiêu phàm nhìn thấy Rezono tiến hành phòng ngự, không khách khí chút nào lại chém ra mấy kiếm. Keng, keng, những tiếng va chạm giữa kim loại vang lên rất thanh thúy, so với âm thanh nặng nề phát ra lúc Rezono tấn công kích, loại âm thanh này hơi bình thường nhưng mà lại đúng điểm yếu nhưng mà cũng bởi vì những tiếng vang bình bình thường thường này, sắc mặt đám người chiến minh cũng phải thay đổi. Bởi vì sự thay đổi trên chiến trường khiến cho sắc mặt của bọn họ không thể không thay đổi. Lúc trước là Rezono tấn công mạnh áp chế tiêu phàm, bây giờ lại thay đổi, song kiếm trong tay tiêu phàm liên tục không ngừng chém về phía Rezono, mà Rezono lúc trước vô cùng bá đạo hiện tại lại chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Miêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn chiến trường, ai cũng không ngờ, Đám người trong công hội chiến minh có quen biết với Rezono lại càng khiếp sợ hơn. Bởi vì bọn họ thế mà lại thấy có người có thể dồn Rezono sau khi cuồng hóa đến mức chỉ có thể tiến hành phòng ngự. Chuyện này có nghĩa là gì? Một cuồng chiến sĩ đã mất đi hoàn toàn lý trí, vô cùng có lực phá hoại thế mà bởi vì theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, đến mức phải tiến hành phòng ngự. Ông trời của tôi ơi, mạng của kinh là thế nào đây? Chẳng lẽ là quái vật hả? Sau đó bọn họ chú ý đến ánh sáng đỏ như máu trên người tiêu phàm trong lòng cũng nảy ra một ý nghĩ khó tin giống như tiểu miêu lúc nãy, chẳng lẽ con hàng mệnh phàm này cũng là một cuồng chiến sĩ? Nếu không làm sao mệnh phàm lại có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Khiến cho Rezono phải tiến hành phòng ngự, bởi vì có thể khiến cho một cuồng chiến sĩ tiến hành phòng ngự, cũng chỉ có thể là một cuồng chiến sĩ khác mạnh hơn mà thôi. Nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện có chỗ không giống, bởi vì kỹ năng đặc hiệu không giống, phong cách chiến đấu của cả hai cũng không giống. Trên người Rezono không ngừng bốc lên máu loáng, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nóng nảy, dường như chỉ cần một lời không hợp liền có thể thiêu đốt tất cả, giận dữ và điên cuồng. Khác với Rezono trên người tạo cho người ta cảm giác táo bạo, máu tươi trên người tiêu phàm lại tạo cho người ta cảm giác tương đối bình tĩnh, cũng bởi vì phần bình tĩnh này mà khiến cho người ta cảm thấy tà dị, cũng bởi vì nó mà khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh, giống như có một con hung thú đang ẩn nấp trong bóng tối để chuẩn bị đi săn vậy. Mà phong cách chiến đấu của hai người cũng khác nhau rất lớn, nếu nói thế công của Reginald giống như một cơn bão quét sạch chiến trường, những chỗ anh ta đi qua đều bị phá hoại hầu như chẳng còn gì, tiêu phàm lại giống như một cơn gió lốc linh hoạt, qua lại thổi khắp chiến trường. Nhưng mà thế công như một cơn gió lốc của tiêu phàm thế mà lại có thể trà sát đẩy lui cơn bão mãnh liệt, chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy chẳng còn gì để nói. Đúng vào lúc này, một chuyện càng khiến người ta cạn lời lại xảy ra. Ánh kiếm của tiêu phàm nhẹ nhàng lướt qua, một vệt máu đỏ tươi xuất hiện trên người Reginald. Rezono sau khi cuồng hóa thế mà lại bị tiêu phàm làm cho bị thương Chuyện này làm sao có thể Đám người chiến minh đang xem đấu cảm thấy không thể tin nổi Bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi hội trưởng Rezono của bọn họ sau khi cuồng hóa Thế mà còn có người chơi có thể khiến anh ta bị thương dù chỉ là một chút Nhưng đối với tiêu phàm mà nói đó là chuyện dĩ nhiên Lúc nãy tiêu phàm đã dùng ác ma ngưng thị nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với Rezono Sau khi HP của Rezono thấp hơn 50% Cuồng chiến sĩ chi huyết sẽ được phát động, trong nháy mắt, Precision sẽ tăng lên 25% lực công kích, tốc độ công kích và tốc độ di chuyển, gọi là bắp huyết mạch cuồng chiến sĩ. Lượng tăng của ba loại thuộc tính này sẽ dựa theo lượng HP giảm xuống mà dần dần tăng lên, mức tăng tối đa là 35%. Mà những kỹ năng chức nghiệp chiến sĩ của người chơi cũng sẽ nảy sinh đột biến tương ứng, cũng khiến cho phương thức tác chiến của người chơi phần lớn giao cho bản năng phá hoại tiến hành. Chương 372, cơ hội thắng 25% lực công kích, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích, đối với người bình thường mà nói là tăng lên rất nhiều. Lượng bộc phát này đã tương đương với một phần tư sức mạnh công kích của bản thân lúc ban đầu, nhưng mà muốn dùng nó đối phó với tiêu phàm thì vẫn chưa đủ. Bởi vì vào thời điểm HP của tiêu phàm hạ xuống mức chưa đến 30% sẽ kích hoạt kỹ năng danh hiệu cô độc, trong tình huống chiến đấu đơn độc, toàn bộ thuộc tính tăng thêm thế nhưng là 30%. Muốn đối phó với một Reginald trong nháy mắt tăng lên 25% lực công kích, tốc độ công kích và tốc độ di chuyển nhưng lại đánh mất lý trí, tất nhiên không cần phải nói nữa. Nhưng mà theo lượng HP của Regional dần dần giảm xuống, lực công kích, tốc độ công kích và tốc độ di chuyển của anh ta sẽ còn tăng lên, thậm chí còn cao hơn so với lượng tăng thuộc tính của tiêu phàm hiện tại. Cho nên lúc này nhìn tiêu phàm mặc dù đang chiếm ưu thế nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, thật ra nguy cơ của hắn vẫn chưa được tháo gỡ. Tiếng gió vang lên siêu siêu, Regional dưới sự tấn công mạnh mẽ của tiêu phàm, trên người lại xuất hiện thêm vài lỗ máu nhàn nhạt, nhạt, theo sự xuất hiện của những lỗ máu này, bên ngoài cơ thể Rezono không ngừng bốc lên máu tươi, cả người Rezono càng thêm tiên diễm, mà màu đỏ tươi lúc này lại càng thêm có sắc thái nguy hiểm hơn so với trước. Dường như để chứng thực ý nghĩ trong lòng tiêu phàm, sau khi lượng HP của Rezono dần dần giảm xuống, thực lực tổng hợp lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, mà sự mạnh lên này của anh ta cũng không phải là chuyện gì tốt đối với tiêu phàm. Trên cơ thể bị tiêu phàm tấn công nhiều lần, Reserno hai mắt đỏ bừng rốt cuộc tìm thấy cơ hội, tại thời điểm dùng cự kiếm đón đỡ, sử dụng man kình của bản thân đẩy lùi Tiêu Phàm cũng đồng thời phát ra tiếng giống phẫn nộ. Ngao thanh âm của Reserno lúc này rất giống với thú cưng vượn man lực của anh ta, có vẻ hơi buồn cười. Nếu lúc bình thường nghe thấy Reserno chu lên như vậy, có lẽ Tiêu Phàm sẽ nhẹ nhõm cười cười nhưng bây giờ Reserno giống giận lên như vậy lại khiến cho trạng thái chiến đấu của Tiêu Phàm càng thêm chuyên chú. Bởi vì Tiêu Phàm biết, theo tiếng giống giận này. Regional sẽ dựa vào lượng thuộc tính dần dần tăng lên, tiến hành phản công. Sau khi cuồng chiến sĩ chi huyết phát động sẽ khiến cho thuộc tính của Reginald tăng lên, theo lượng HP của Reginald dần dần hạ xuống, chậm rãi tăng lên ngang bằng với lượng thuộc tính tăng thêm do kỹ năng danh hiệu biến dị cô độc của tiêu phàm mang lại, thậm chí bắt đầu cao hơn hẳn. Mà một khi cao hơn, thế công thủ trên chiến trường sẽ bị đảo nghịch lần nữa. Nhưng tiêu phàm biết, hắn không thể lại rơi vào thế phòng thủ nữa, nếu giờ phút này triển khai phòng ngự sẽ chỉ càng sinh ra nhiều nguy hiểm hơn mà thôi. Bởi vì lúc này kỹ năng chiến sĩ của Rezono đều đã nảy sinh đột biến sau khi cuồng chiến sĩ chi huyết phát động, bản thân Rezono liền từ một chiến binh trở thành một con quái vật, bây giờ ai mà biết kỹ năng trên người anh ta đã biến thành bộ dạng đáng sợ nào chứ? Vì để khiến Rezono hoàn toàn không thể sử dụng kỹ năng, tiêu phàm chỉ có thể tấn công chặt chẽ, một mực khống chế tiết tấu của trận chiến, cho nên tiêu phàm hiện tại không thể phòng thủ được, chỉ có thể tấn công mà thôi. Đối mặt với cự kiếm của Rezono đánh tới lần nữa, tiêu phàm không lùi bước, trường kiếm trong tay cứ vậy dơ lên tiếp lấy, dùng cứng trọi cứng chém giết. Tiểu Miêu trợn mắt há hốc mồm nhìn toàn bộ, hiện tại hai người kia chiến đấu quá điên cuồng, quá có hương vị đàn ông mà. Hai người này vậy mà bỏ qua tất cả phòng ngự, dùng tấn công tiến hành cứng trọi cứng. Cự kiếm và trường kiếm không ngừng va chạm, bắn ra từng đóa hoa lửa, càng quan trọng hơn chính là sau khi hai người họ bỏ qua phòng ngự, trên cơ thể đã bắt đầu xuất hiện vết thương nhàn nhạt. nhạt. Chúng chính là hậu quả của việc hoàn toàn bỏ qua phòng ngự mà chỉ chuyên tâm tấn công, hiện tại hai người bọn họ là liều xem ai sẽ không chống đỡ được vết thương mà ngã xuống trước. Tiểu Miêu hít vào một hơi, cô chưa bao giờ chứng kiến một cuộc chiến máu tanh như vậy, chức nghiệp của Rezono là cuồng chiến sĩ, chuyện hy sinh lý trí để đối lấy sức mạnh rồi trở nên điên cuồng, Tiểu Miêu có thể hiểu được nhưng mà vì sao cái tên mệnh phàm thanh danh tàn tả cũng có thể làm được như vậy chứ không phải hắn nên chơi đùa một ít thủ đoạn hèn hạ để thủ thắng thì sẽ càng thêm phù hợp với tính cách của mệnh phàm hắn hay sao? Và lại tiểu miêu còn chú ý tới, hiện tại vết thương xuất hiện trên người Rezono nhiều hơn so với tiêu phàm, chẳng lẽ hiện tại trong trận PK này, lích kinh mệnh phàm lại đang chiếm ưu thế sao? Thật ra tiểu miêu đoán sai rồi, bởi vì cục diện lúc này không thể chỉ dựa vào lượng vết thương trên cơ thể đôi bên nhiều hay ít mà có thể tiến hành phán đoán. Trong lòng tiêu phàm hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy, kẻ chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn. Thứ nhất, lượng HP của Rezono từ lúc 50% trở xuống liền có thể phát động cuồng chiến sĩ chi huyết để đổi lấy lượng thuộc tính tăng thêm, mà kỹ năng biến dị của tiêu phàm lại có điều kiện phát động hà khắc hơn, lượng HP của tiêu phàm lại càng thêm nguy hiểm, chỉ vẹn vẹn điểm ấy, liền khiến lúc tiêu phàm bắt đầu đôi công, so về lượng HP đã ở thế yếu rồi và lại còn là ở tình cảnh đi trên một sợi dây mỏng manh vô cùng nguy hiểm. Theo lượng HP của Rezono dần dần giảm bớt, các hạng thuộc tính công kích đã hơn hẳn lượng thuộc tính tăng thêm do kỹ năng biến dị mang lại của Tiêu Phàm, sở dĩ Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục chống đỡ, hoàn toàn là nhờ đến kỹ năng điệu van phong vũ mang đến độ linh hoạt ngoài định mức kia. Nếu muốn nói Tiêu Phàm còn có ưu thế gì, đó chính là lý trí và ý thức còn sót lại, đối với Tiêu Phàm mà nói, một ý thức chiến đấu thanh tỉnh quan trọng hơn so với tất cả mọi thứ khác, cho nên hắn mới có thể trong tình hình PK, thông qua bản năng tránh né trong phạm vi nhỏ khiến những công kích rezonal chém lên người mình tạo thành mức thương tổn nhỏ nhất mặc dù tiêu phàm có ý thức chiến đấu thanh tỉnh hơn rezonal nhưng cũng không thể nói rezonal trong chiến đấu hoàn toàn ngu ngốc so với tiêu phàm trái lại rezonal lúc này thậm chí càng khiến tiêu phàm trở nên nhức đầu hơn bởi vì rezonal sau khi cuồng hóa có thêm một thứ tiêu phàm quen thuộc đó chính là giã tính rezonal sau khi điên cuồng đánh mất lý trí sẽ dựa vào bản năng để chiến đấu tự nhiên sẽ phù hợp với yêu cầu phát động giã tính Thời cơ công kích mà tiêu phàm trăm cây nghìn đắng mới có thể nắm bắt trong lúc PK đều bị bản năng giã tính của Rezono dự đoán làm hỏng. Cơ thể Rezono cũng giống như tiêu phàm làm ra né tránh trong phạm vi nhỏ, khiến cho tổn thương do công kích của tiêu phàm hạ xuống mức thấp nhất. Cho nên cuộc PK này rốt cuộc là ai cũng không chiếm được lợi thế nhưng mà lượng HP còn lại của Rezono lại cao hơn so với tiêu phàm. Nếu như cứ như vậy, người ngã xuống đầu tiên chắc chắn là tiêu phàm. Lúc này tiêu phàm còn có một tuyệt chiêu tất sát hắc hòm, Tuyên ngôn thần sĩ xấu hổ đến cùng cực, kỹ năng này có thể khống chế kẻ địch trong 4 giây, nhưng mà kỹ năng này cần ngâm sướng, nói đúng hơn là ngâm ra một câu nói vô cùng xấu hổ. Cũng bởi vì vậy, cho đến hiện tại Tiêu Phàm vẫn không sử dụng. Cũng không phải là vì Tiêu Phàm xấu hổ, ra mặt Tiêu Phàm dày đến mức chính hắn cũng phải sợ, so với mạng sống, chỉ là nói ra một câu khiến người buồn nôn và mình mắc ói đối với Tiêu Phàm không tính là gì cả. Mà là bởi vì hiện tại Tiêu Phàm không thể nói được lúc này tiêu phàm đang đối diện với trạng thái PK ngàn cân treo sợi tóc, một khi nói chuyện làm sáo trộn tiết tấu hô hấp của mình, khiến cho trạng thái chiến đấu của bản thân xuất hiện đôi chút hỗn loạn. Hắn tin tưởng Rezono điên cuồng trước mặt nhất định sẽ bắt lấy sơ hở này chém xuống một kiếm, như thế thì lời hắn còn chưa nói ra liền trực tiếp ở phát ra rắm. chương 373, Thánh Mẫu, ngoại trừ kỹ năng mới tuyên ngôn thân sĩ, tiêu phàm còn có 100 điểm chân khí đáng thương kia, nó có thể làm gì đây? một lần kim tàm thoát xác bảo toàn mạng sống hoặc hai giây ngựa kiếm thuật tiêu phàm có thể dùng kim tàm thoát xác tạo thành một cái thế thân sau đó dịch chuyển đến sau lưng rezono tiến hành đánh lén nếu là bình thường cách đánh đơn giản này sẽ rất hoàn mỹ nhưng mà hiện tại không dùng được bởi vì giã tính tăng thêm của rezono là một thứ khiến cho người ta vô cùng nhức đầu sau khi dùng kim tàm thoát xác dịch chuyển hắn cần có thời gian ngắn để xuất hiện mà trong chấp nhoáng này rất có thể sẽ sớm bị giã tính dự báo nguy hiểm của rezono cảm giác được như thế không chỉ đánh lén thất bại mà còn có thể lọt vào phản công của Rezono. Nếu kim tàm thoát xác không dùng để đánh lén, để dành để bảo vệ mạng sống lại là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà thứ lần này tiêu phàm muốn chính là chiến thắng, chứ không phải là sống sót. Cho nên trong lòng tiêu phàm quyết định dùng 100 điểm chân khí đáng giá này để sử dụng ngự kiếm thuật. Về phần 2 giây ngự kiếm thuật nên sử dụng như thế nào mới có thể tránh được dự cảm giã tính chết tiệt kia của Rezono, chuyện này vẫn cần phải được suy tính kỹ một phen. Trên chiến trường, Rezono và Tiêu Phàm đang đối công qua lại mãnh liệt, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như trước mắt nhưng nhóm người vây xem lại có cảm giác như đã rất lâu rồi, bởi vì quan sát chiến đấu như vậy khiến cho thần kinh của bọn họ luôn luôn phải căng thẳng, không dám lơi lỏng chút nào. Lúc này, trong mắt bọn họ, trên chiến trường dường như có hai ngôi sao băng đỏ như lửa đang va chạm lẫn nhau, một ngôi rừng rực, một ngôi lại yêu dị. Tốc độ này, sức mạnh này, độ dẻo dai này, nhìn kiếm quang lấp lóe trên chiến trường, từ đầu đến cuối lòng của mọi người đều bị treo lên, không dám thả lỏng một chút nào, bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua một trận đối công nào mãnh liệt như vậy, và lại hai người trên chiến trường lại có thể duy trì tình trạng đối công mãnh liệt trong thời gian dài như vậy. Đối mặt với đối công mãnh liệt thế này, nếu đổi lại là bọn họ, đoán chừng chỉ trong nháy mắt liền bị thế công mãnh liệt như thủy triều đó nhanh chóng bao phủ, càng không cần bàn đến liệu có thể duy trì được trong bao lâu. Bây giờ bọn họ chỉ biết nếu một trong hai người trên chiến trường không cẩn thận một chút sẽ liền lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục, bị tiết tấu tấn công của đối phương triệt để xé nát. Đúng vào lúc này, con mắt của đám người bang long hổ đều trừng lớn, tim đều nhanh chóng nhảy ra ngoài. Bởi vì bọn họ nhìn thấy tay phải cầm Frostmon của tiêu phàm sau khi đối công lập đi lặp lại, giống như bởi vì bị va chạm liên hồi mà trượt tay. Mà đám người chiến minh bên này thì hưng phấn hẳn lên, bọn họ cảm thấy đã có thể tiên đoán được rằng tiêu phàm sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của Reginald, bọn họ chờ mong Rezono sẽ thừa dịp cơ hội này một kiếm trực tiếp tiến vong tiêu phàm. Lúc này Rezono cũng hưởng ứng sự mong chờ trong lòng bọn họ, giờ cao thanh cự kiếm sắc bén lên, sau đó liền đột nhiên chém xuống tiêu phàm. Ngay lúc này, Frostmon tuột khỏi tay tiêu phàm lơ lửng trong không trung, nhanh chóng bay về phía Rezono, lộ vẻ vô cùng quỷ dị và sắc bén. Trong lòng đám người chiến minh này lên một cái, bọn họ nhớ lại biểu hiện của tiêu phàm trên sàn thi đấu của giải đấu PK biểu diễn tân sinh, khi đó tiêu phàm cũng chấp nhoáng giết chết truy phong giả tịch dương như vậy, làm sao bọn họ lại có thể quên chuyện này được chứ? Không thể không công nhận rằng Rezono rất cao minh, sau khi bản năng cảm nhận được sự uy hiếp của Frostmon đối với mình, thanh cực kiếm đã dơ cao của Rezono đột nhiên đổi hướng, quét ngang xuống dưới, cản lại con đường ám sát của Frostmon. Một chiêu tuyệt sát ngự kiếm thuật tiêu phàm thừa cơ sử dụng cứ thế mà thất bại. Nhưng mà dường như tiêu phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Ảm Long Minh Viêm kiếm trên tay trái vào thời khắc Frostmon rời tay đã chém về phía Rezono. Sau khi Rezono ngăn cản chiêu ngự kiếm thuật ám sát của Tiêu Phàm, cảm thấy bên phải có một trận gió đánh tới, bước chân lùi lại, thân thể hơi nghiêng về bên trái một chút, cự kiếm nằm ngang trước người lại lần nữa chuyển hướng về bên phải đón đỡ. Một tiếng đinh giòn vang, Ảm Long Minh Viêm kiếm và cự kiếm của Rezono va chạm, Ảm Long Minh Viêm kiếm trên tay trái Tiêu Phàm lại rời tay, bởi vì trong nháy mắt lúc nãy, tiêu phàm chỉ sử dụng một dây ngự kiếm thuật mà thôi, một dây còn lại tiêu phàm dùng để điều khiển ảm long minh viêm kiếm trên tay trái của mình. Thân kiếm đen nhánh của ảm long minh viêm kiếm bay lơ lửng trong không chung, vèo một tiếng vòng qua thanh cự kiếm của Rezono bay về phía cơ thể của anh ta, thể phải đưa Rezono vào chỗ chết. Nhìn thấy đòn công kích của ảm long minh viêm kiếm sắp sửa đột phá lớp phòng ngự đâm tới cơ thể Rezono, Rezono lần nữa cúi người xuống hòng né tránh đòn tấn công chí mạng này của tiêu phàm, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi, ảm long minh viêm kiếm cuối cùng cũng cắm vào trên cơ thể Rezono. Máu tươi trên cơ thể Rezono lập tức bắn ra, nhưng mà Rezono cũng không ngã xuống, anh ta thông qua sự di động của cơ thể mình, thay đổi góc độ của nhát chém này trên phạm vi lớn, khiến cho một kích chí mạng của tiêu phàm cũng không đem lại tổn thương quá lớn như trong tưởng tượng. Nhưng mà những đòn tấn công của tiêu phàm sẽ kết thúc như vậy sao? Vẫn chưa đâu, Frostmon lúc trước đánh lén Rezono sau đó rơi xuống đất đã lại xuất hiện trên tay tiêu phàm một lần nữa. Dùng ngựa kiếm thuật để ám sát Rezono quả thật là một phương pháp dễ sử dụng nhưng tiêu phàm chưa hề nghĩ tới chỉ dựa vào ngựa kiếm thuật để kết thúc trận chiến này. Bởi vì tiêu phàm cảm thấy trong lúc chiến đấu, cầm kiếm trong tay để chém người tương đối có cảm giác hơn. Những chiêu trước đó đều chỉ là chiêu nghi binh mà tiêu phàm sắp đặt, hiện tại mới chân chính là chiêu tuyệt sát của tiêu phàm, cũng là một nhát chém cuối cùng của tiêu phàm, bởi vì trong mắt tiêu phàm, lần này Reginald chết chắc rồi, trận chiến này cũng phải kết thúc tại đây thôi. Frostmon bốc lên hàn khí chém xuống lần nữa, trước đó Reginald đã dốc toàn lực để đối phó với chiêu nghi binh của tiêu phàm, lần này coi như có kịp phản ứng thì động tác rốt cuộc vẫn không theo kịp. Theo Frostmon hạ xuống, ánh mắt tiêu phàm trở nên khát máu và hưng phấn, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy hai con mắt của tiêu phàm còn có cảm giác đỏ bừng quái dị hơn cả đôi mắt của Reginald không biết là bởi vì phản chiếu thân ảnh lửa đỏ của Rezono hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Nhưng mà sau đó con người đỏ bừng như máu của tiêu phàm sau một giây bỗng nhiên đổi màu, trở thành màu vàng óng ánh. Màu vàng kim này còn đẹp hơn so với màu đỏ như máu lúc trước nhưng mà tâm trạng của tiêu phàm lúc này lại không tốt đẹp chút nào. Ngoá, nhìn thấy tình hình trước mắt, tiêu phàm không nhịn được mà sổ ra một câu chửi thề, hắn biết trước mắt hắn không thể giết được Rezono nữa mặc dù bảo kiếm sắc bén của tiêu phàm vẫn chém xuống như thường lệ nhưng lại không tiến vong được resuno. Vệt kim quang xuất hiện trong mắt tiêu phàm lúc này chính là nguyên nhân khiến con người của tiêu phàm đổi màu. Đạo ánh sáng này tiêu phàm rất quen thuộc, bởi vì lúc trước bạch diện thư sinh chính là được đạo ánh sáng này cứu sống. Kỹ năng trị liệu của thuật sĩ sóng trị liệu, tiêu phàm không nhìn thử là ai ra tay, bởi vì trong lòng hắn đoán người có thể ra tay cứu, vớt lượng hp của resuno ngoại trừ thuật sĩ trong đội của anh ta ra thì cũng không còn ai khác phản ứng đầu tiên của hắn chính là chiến minh phạm quy. Đã như vậy, đám người bên bang Long Hổ còn trần chờ cái gì nữa chứ, mọi người tranh thủ thời gian xông lên hết đi chứ. Đại ca cầm đầu cũng không biết tranh thủ ném cho hắn một cái sóng trị liệu nữa, nếu không nhanh, hắn liền muốn thua chết rồi đây này. chương 374, Thánh Mẫu Tàn Nhẫn, nhưng mà Rezono sau khi được tăng thêm máu cũng còn chưa kết thúc, xoẹt xoẹt. Một thứ âm thanh như điện xẹt vang lên trên cơ thể Rezono, trên cơ thể Rezono phát ra ánh sáng điện màu xanh nhạt, theo sự nhảy vọt của ánh sáng điện, màu lửa đỏ như máu trên thân Rezono hoàn toàn rút đi, hai mắt Rezono cũng theo đó mà khôi phục sự thanh tính. Tịnh hóa, kỹ năng thuật sĩ tịnh hóa, có thể thanh trừ mọi trạng thái tăng thêm trên người người chơi, bất luận là trạng thái bắp hay trạng thái đi bắp, đồng thời làm chậm tốc độ di chuyển của người chơi trong vòng một giây. Xảy ra chuyện gì, tiêu phàm nhìn thấy cảnh này, có chút phản ứng không kịp, trạng thái cuồng hóa của Rezono thế mà lại bị giải trừ. Làm cái trò gì vậy, ngay lúc này, một bóng hình xinh đẹp hơi vụng về đi tới, ngăn ở giữa Rezono và Tiêu Phạm, sau đó dùng giọng nói kiên nghị, nói với Tiêu Phạm không cần đánh nữa. Vì sao chúng ta lại nhất định phải chiến đấu với nhau chứ? Tiêu Phạm nhìn cái bộ ngực quen thuộc này, lại nhìn khuôn mặt có chút ngây ngô và ánh mắt trong sáng thiện lương của Aina, trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó. Tính cách NPC nhiệm vụ lần này của chúng ta lại là thánh mẫu. Xen vào giữa cuộc quyết đấu của hai người đàn ông là không đúng. Cái cô Aina này có biết đạo lý này không vậy?" Tiêu Phàm nhịn không được lại nhìn hai luồng đầy đặn trước ngực Aina, thầm nói trong lòng, Aina lớn lên thành cái dạng này, đoán chừng cũng không thể hiểu được đạo lý này đâu, dù sao ông bà ta có câu ngực to óc như quả nho, dù sao thì không có lửa thì làm sao có khói được, nhìn kích cỡ bộ ngực của cô, tôi liền tha thứ cho việc làm sai trái lần này của cô vậy." Tiêu Phàm tha thứ nhưng Thái Thập Tam cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy, cô cái người phụ nữ này rốt cuộc là làm cái gì đây? nhìn thấy anh phàm sắp một kiếm chém chết cái tên gorilla này để chút giận thay tôi cái người phụ nữ ngốc nghếch như cô vậy mà lại đi ra quấy rối cứu sống anh ta thái thập tam nói với aina ngữ khi có chút hung ác aina nghe xong rụt cổ một cái sau đó thầm nghĩ đến điều gì lại ưỡn ngược lên lần nữa hai bé thỏ trắng cũng theo đó mà kiêu ngạo nảy lên thấy cảnh này tiêu phàm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt lòng tham chiến cũng rất không có chí khí mà biến mất hầu như không còn Mọi người đều là chiến sĩ của trận doanh thú nhân, tại sao lại muốn tàn sát lẫn nhau chứ? Aina thở nhẹ một hơi, dùng ngữ khi có chút rụt rè nói với mọi người, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Tiêu phàm nhìn thấy bộ dáng này của cô, biết tính cách mà vị NPC Aina được thiết lập chắc chắn là thánh mẫu không thể nghi ngờ. Đang đối kháng bên trong nhiệm vụ, bên cạnh lại là một NPC thánh mẫu, đối với tiêu phàm mà nói quả thật là một chuyện vô cùng nhức đầu. Người ta đều muốn cầm đao chém chết cô, cô lại ở lúc người mình sắp đánh bại kẻ địch, lòng đồng tình trỗi dậy, cứu kẻ địch từ bờ vực sinh tử về, đây không phải là đang gây sự thì còn là gì nữa chứ. Tiêu phàm nhìn về nơi xa, phát hiện con mèo Irina luôn đi theo bên người Aina lúc này cũng đang đưa chân trước lên ôm chán của nó, bày ra một bộ dạng nhức đầu, xem ra Irina vẫn rất hiểu tính cách của Aina. Vậy bây giờ hắn nên làm gì đây? Trong lòng Thái Thập Tam vẫn luôn rất bất mãn với bộ dạng đi đường ưỡn ngực, bày ra dáng vẻ dọa người của Aina, bây giờ lại trông thấy cô chậm chạp lề mề cản chợt tiêu phàm một kiếm chém Rezono, oán khí lập tức bùng nổ. Cô cái con nhỏ này rông dài cái gì chứ? Đối diện chính là Gorilla, thủ lĩnh của kẻ địch, bọn hắn đặc biệt đến giết chúng ta đó, bây giờ cô lại cứu anh ta làm gì chứ hả? Thái thập tam mặc dù không có ngực nhưng khí thế lại rất hung dữ, trái lại Aina mặc dù ngực lớn nhưng khí thế lại so ra kém hơn, ấp úng nửa ngày cũng vẫn là câu nói kia, nhưng anh ta cũng là con dân mà trận doanh thú nhân chúng ta nuôi dưỡng ra mà, Lộn xộn cái gì chứ, tôi chỉ biết cái con gorilla này chính là kẻ địch của chúng ta. Tính cách xã hội đen của Thái Thập Tam dường như trời sinh không hợp với loại tính cách thánh mẫu một lòng hướng thiện này. Nghe thấy Aina lại nói lên lý do vô cùng gượng ép này với mình, tính cách lưu manh được nuôi dưỡng trong băng đảng xã hội đen rốt cuộc trỗi dậy, bắt đầu động tay động chân với Aina, bỗng nhiên đẩy vai Aina ra. Aina vốn chính là loại ngốc manh trời sinh đứng không vững, bỗng nhiên bị Thái Thập Tam đẩy như thế, thân thể lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất hai luồng trước ngực cũng theo đó mà lắc lư kịch liệt, sau đó vừa vặn đánh lên mặt thái thập tam thấp hơn cô một cái đầu. Thái thập tam bỗng nhiên bị hung khí của Aina đánh trúng, thiếu chút nữa bị đánh cho choáng váng, đợi cô lấy lại tinh thần, trên trán liền nổi đầy gân xanh, hai mắt căm tức nhìn Aina trước mặt, đặc biệt là lúc nhìn chằm chằm vũ khí mà Aina sử dụng, ánh mắt thái thập tam vô cùng tà ác. Thái thập tam nghiến răng một cái, vũ khí ống thép chiêu bài lúc này bỗng nhiên bị thái thập tam rút từ bên hông ra. Irina nhìn thấy tình hình như thế, nhanh chóng chạy vào giữa bảo vệ trước người ây na cảnh giác nhìn chằm chằm thái thập tam đang cầm vũ khí mà quân sư xấu bụng đại ca cầm đầu và bạch diện thư sinh cũng rất tự giác đứng ở sau lưng thái thập tam tiêu phàm nhìn thấy tình huống lúc này trong lòng không ngớt kêu rên tình huống gì đây tuy hắn vẫn biết ngực lép và ngực bự từ trước đến nay vẫn luôn bất hòa nhưng mà tình thế trước mặt hiện giờ lại cực kỳ nghiêm trọng phía bên mình tại sao lại bị chia rẽ vậy bây giờ hắn nên làm thế nào cho phải đây các người đừng ầm ĩ nữa ngay tại thời điểm tiêu phàm hết đường xoay sở, Reginald đã khôi phục thanh tỉnh rốt cuộc lên tiếng. Tôi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, hội trưởng Reginald của công hội chiến minh, dám chơi dám chịu. Nếu lúc nãy không có vị cô nương này ra tay giúp đỡ, Reginald tôi đã sớm vong mạng dưới kiếm của mệnh phàm. Dựa theo ước định trước đó của chúng ta, lần này chiến minh chúng tôi đồng ý chủ động từ bỏ nhiệm vụ đối kháng lần này. Reginald quang minh lẫm liệt nói, hoàn toàn không thấy chút gì nhụt chí bởi vì thua tiêu phàm. Nghe thấy Reginald chủ động nhận thua, đám người thái thập tam cực kỳ cao hứng, vẻ mặt đắc ý, hướng về đám chiến minh bên kia ẩm ý. Tiêu phàm nhìn những thành phần xã hội đen tính tình ác liệt này, thật sợ bọn họ gây ra phiền phức lần nữa, đem chuyện vất vả lắm mới giải quyết được làm cho phức tạp trở lại, vội vàng ra tay ngăn cản bọn họ tiếp tục ẩm ý. Aina nhẹ nhàng thở phào, nhỏ giọng thầm thì, tôi nói rồi mà, chiến sĩ trận danh nhân thú của chúng ta đều là người lương thiện, không nên tàn sát lẫn nhau. Nghe thấy lời nói ngây thơ của Aina, tiêu phàm có chút cạn lời. Lương thiện, may mà cái tên Gorilla này chịu bộ dạng thánh mẫu này của cô, nếu đổi lại là cái tên quân sư xấu bụng một bụng đầy ý nghĩ xấu xa kia, đoán chừng hiện tại sau lưng cô không biết đã bị gã vụng trộm chọc cho không ít đau rồi. Còn có một chuyện, tiêu phàm nhất định phải sửa lời Aina một chút, xin lỗi, tôi phải nói rõ với cô một chuyện, tôi cũng không phải là chiến sĩ thuộc trận doanh thú nhân các cô, tôi thuộc trận doanh ác ma. Ác ma, Aina nghe được hai chữ ác ma liền thét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một chút, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình thường, thở dài nói, không sao, anh ta là chiến sĩ tộc tinh linh thuộc trận doanh thú nhân của chúng tôi là được rồi. Rezono nghe thấy lời nói của Aina, sắc mặt không tốt lắm, nói, xin lỗi, tôi cũng muốn sửa lời cô một chút. Rezono nói xen vào khiến Aina giật cả mình, sao vậy, chẳng lẽ anh cũng không phải là chiến sĩ trận doanh thú nhân sao? Tôi quả thật là chiến sĩ trận doanh thú nhân, chẳng qua chủng tộc của tôi không phải là tộc tinh linh, mà là tộc hổ. Rezono lúng túng giải thích với Aina, tộc hổ, anh xác định, Aina trợn trừng mắt, giật mình nhìn Rezono, mươi 375, từ bỏ. Tôi xác định, Rezono có chút bất đắc dĩ, khẳng định lại lần nữa. Có phải anh nhận sai chủng tộc của mình không? Cũng có thể là vào lúc anh còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, người của tộc hổ trộm ôm anh về từ tộc tinh linh, nuôi dưỡng ở tộc hổ, kết quả hiện tại anh liền không thể nhận rõ thân thế của mình. Eina nhìn bộ dạng của Rezono, khó có thể tin nói. Sắc mặt hiện tại của Rezono cực kỳ không tốt, trò chơi mà mình chơi lúc nào thì xuất hiện cái kịch bản gì mà người của tộc hổ trộm ôm mình từ tộc tinh linh về tộc hổ nuôi dưỡng này hả, lúc tạo nhân vật mình liền trực tiếp chọn tộc hổ có được không vậy? Cho nên Rezono không kiêu ngạo cũng không tự ti chỉ vào cái chán của mình nói, tôi rất chắc chắn tôi là tộc hổ, đây chính là ký hiệu tộc hổ, vân hổ vương. Hả, đây không phải là nếp nhăn trên chán hả? Aina nói ra một câu giống y đúc câu mà tiêu phàm đã nói lúc lần đầu tiên nhìn thấy vân hổ vương của Rezono, nhưng điều khác so với tiêu phàm chính là biểu hiện lúc này của Aina tàn nhẫn hơn tiêu phàm nhiều, cô ấy là nói ngay trước mặt Rezono. Ánh mắt của Aina rất trong sáng và thuần khiết, hỏi Rezono với vẻ mặt tò mò. Thế nhưng tiêu phàm biết lực sát thương của ánh mắt thuần khiết khi hỏi câu đó mới là mạnh mẽ nhất, giống như một đứa trẻ con vừa ra đời, lần đầu gặp mặt ngươi liền nói ngươi là ngu xuẩn vậy. Tiêu phàm nhìn sắc mặt của Rezono mà hơi sợ, vội vàng nói với Aina, Aina, đừng hỏi vậy, Rezono thật sự là cuồng chiến sĩ của hồ tộc, em mà nói nữa thì cẩn thận Rezono cuồng hóa lên chém người đó. Rezono nghe thấy tiêu phàm nói đỡ thì sắc mặt hơi bình thường trở lại, thở dài một hơi rồi nói cảm ơn, mà cậu cũng yên tâm đi, tôi sẽ không cuồng hóa nữa đâu. Có chơi thì có chịu, tôi đã nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ, với lại, kỹ năng huyết cuồng chiến mặc dù là kỹ năng bị động, thế nhưng nó vẫn có thời gian hồi chiêu, không chỉ vậy, sau khi sử dụng kỹ năng này sẽ có tác dụng phụ, trong một thời gian sau đó tất cả thuộc tính của tôi bị suy giảm. Tiêu phàm thở vào một hơi, nói, hóa ra là anh không cuồng hóa được nữa à, tại sao anh không nói sớm chứ, làm tôi lo lắng tới mức ngăn cản Aina sớm như vậy nữa. Cậu, thằng nhãi mệnh phàm này, sau khi chửi thầm một câu thì Rezono cũng vui đùa với tiêu phàm. Hai phe chiến minh và Long Hổ Bang coi như là không đánh nhau thì không quen biết, tổng thể mà nói thì đây cũng là một kết quả khá tốt, dù sao hai phe này đều là hai công hội mạnh nhất trận danh thú nhân lúc nào cũng gặp nhau nếu mà vì nhiệm vụ này mà gây nên xích mích giữa hai phe thì cũng không tốt chỉ còn một người là khó chịu với kết quả này mà thôi các ngươi đang làm gì vậy xử lý bọn kia đi chẳng lẽ các ngươi không định làm nhiệm vụ của ta sao chiến sĩ tộc hồ bắc nhìn hai phe vui vẻ nói chuyện thì rất tức giận mà nói tiên sinh bắc ngài cũng thấy đó vừa rồi chúng ta đã hoàn thành một trận quyết đấu mà trong trận quyết đấu này tôi đã dùng hết sức rồi, đáng tiếc là vẫn bị thua. Theo ước định trước đó của hai phe thì chúng ta chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này, rất xin lỗi tiên sinh Bắc, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài đưa ra, ngài hãy trở về công hội mạo hiểm giả mà mời người mạo hiểm khác đi. Mặc dù Rezono bị ép từ bỏ nhiệm vụ này, thế nhưng sau khi từ bỏ thì anh lại càng cảm thấy thoải mái và tự do hơn, bởi vì anh vẫn luôn không thích chiến sĩ hổ tộc Bắc này. Các ngươi tại sao lại có thể như vậy? ta tới công hội mạo hiểm thuê các ngươi tới cũng không phải để các ngươi giải thích, nhanh chóng xử lý bọn họ đi. Bác tức giận gầm thét, mà Rezono lại thở dài, không để ý tới bác nữa. Người ta đã không để ý tới mày nữa, mày cũng đừng có kêu, nếu không thì mày tới đây, để tao chơi với mày. Tiêu phàm rất ghét bác, bởi vì tên này lúc trước đã đánh hào đại bàn, cũng biết bác bị hạn chế không thể tấn công mình nên tiêu phàm khiêu khích mà không kiêng rẻ chút nào. Mày, mày, bác cảm thấy rất tức giận, cánh tay đang cầm búa lớn bởi vì tức giận mà đang run rẩy, mắt trợn thật to giống như muốn ăn sống tiêu phàm vậy. Bác, ngài vẫn nên trở về đi. Lúc này, Aina cũng lên tiếng, trong mắt hàm chứa sự buồn rầu. Phụ nữ điện hạ, tại sao ngài lại có thể đứng cạnh tên ác ma này, phụ tộc các người đã xa ngã rồi. Bác nhìn Aina bằng ánh mắt không cam tâm, nghĩ thầm, mình ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì. Xem ra mình cũng nên trở lại công hội mạo hiểm để tìm người mạo hiểm khác giúp mới được, thế nhưng cũng không biết có kịp hay không. Bắc lại hét lớn với Aina, vì trận doanh thú nhân, chiến viêm chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Nói xong thì Bắc Định rời khỏi, muốn đi sao? Tiêu Phàm thấy Bắc Định rời khỏi thì phóng tới. Đương nhiên là Tiêu Phàm cũng không phải muốn chết, nghĩ quẩn nên muốn chiến đấu với một chiến sĩ cấp 60, hắn đang lợi dụng lúc này Bắc không thể tấn công mình thì mới lao tới, muốn trêu tức tên Bắc này để xả giận cho Hào Đại Bàn. Tiêu Phàm đi tới rồi sờ soạc, tay phải yên lặng sờ vào sau lưng Bắc. Phi Long Thám Vân Thủ hệ thống thông báo, kỹ năng phi long thám vân thủ của ngài sử dụng thất bại. Hình như bác cũng cảm nhận được cái gì đó, quay đầu lại chừng mắt nhìn tiêu phàm để cảnh cáo, sau đó lại đi tiếp. Tiêu phàm cũng không dám tới nữa, tuy rằng hệ thống có hạn chế NPC không thể tự tiện tấn công người chơi thế nhưng tiêu phàm vẫn biết, hệ thống vẫn luôn không đáng tin, lần trước mình ở trong giáo đường chọc giận kỵ sĩ cách, khi đó hệ thống vẫn bình thường mà mình vẫn bị chặt đầu. Mặc dù sau đó được Mary dùng thuật phục sinh cứu sống lại, thế nhưng cái loại cảm giác bị hệ thống đùa giỡn này cũng không tốt. Cho nên khi thấy bác cảnh giác thì tiêu phàm cũng không dám đi tới lần nữa, chỉ là thấy hơi thất vọng, vốn định vì hào đại bàn báo thù thế mà lại thất bại, nếu lần sau muốn trả thù chắc phải đợi tới khi mình lên cấp 60. Tiêu phàm cũng không biết, khi hắn ra tay thì trong mắt của một con mèo đang lười biếng sáng lên, sau đó con mèo biến mất khỏi chỗ cũ. Mệnh phàm, tôi thường nghe hào đại bàn nói về cậu, cậu thật đúng là mạnh mẽ sau khi bắt đi thì Rezono nói chuyện với mệnh phàm. Đâu có đâu có, hội trưởng Rezono mới mạnh mẽ, nếu như tương lai anh có thể khống chế tốt chính mình sau khi cuồng hóa thì có lẽ tôi cũng phải thua. Tiêu phàm cười ha hả mà nói, đó cũng không phải lời nói lịch sử của tiêu phàm, nếu như Rezono thật sự còn lý trí khi cuồng hóa thì tiêu phàm thật sự là khó đánh thắng. Rezono nghe vậy cũng không nói thêm gì khác, chỉ là nói thêm một câu, lần này là tôi thua, lần sau rảnh thì hai ta lại chiến đấu tiêu phàm thấy chiến ý hừng hực của con tinh tinh này thì lại cảm thấy hình như mình lại chọc phải phiền phức rồi tiểu miêu thì đứng cạnh cầu nguyện cho hai phe nói chuyện kết thúc nhanh nhanh như vậy thì cô mới có thể rút nhanh khỏi đây được lúc đầu cô chỉ muốn ăn bám chiến minh mà thôi không ngờ tới lại gặp được mệnh phàm và nhóm xã hội đen là long hổ bang thật sự không biết tại sao hôm nay mình lại đen như vậy lúc này tiểu miêu cũng không muốn kiếm xp nữa chỉ muốn rời khỏi nơi này Nghe được lời chào tạm biệt của Reginald thì Tiểu Miêu thở phào, thế nhưng cô lại phát hiện tên gầy còm của Long Hổ bang kia đang híp mắt nhìn chằm chằm vào mình, hơi cảm thấy không ổn, chẳng lẽ mình bị tên này nhớ kỹ sao? Chẳng lẽ gã ta còn đang suy nghĩ làm cách nào bắt mình hiến cho mệnh phàm sao? Trời ạ, à, đừng vậy mà, tôi chỉ muốn ăn bám kiếm XP mà thôi. Đưa mắt nhìn Chiến Minh rời đi, quân sư xấu bụng cười với Tiêu Phàm bằng giọng rất bị ổi, nữ phóng viên kia thật sự rất thú vị. Tiêu Phàm biết quân sư xấu bụng lại đi dọa cô bé đó rồi, thế nhưng Tiêu Phàm cũng không muốn phản ứng với gã. Tiêu Phàm nhìn về phía Aina và Irina, nói bằng giọng nghiêm túc, "Tôi nghĩ, chúng tôi cần hai người cho chúng tôi một lời giải thích." Chương 376: Chi tiết nhiệm vụ. Sau khi nghe được câu hỏi của Tiêu Phàm thì mọi người đều yên tĩnh lại, Irina cắn răng đi tới phía trước. Thế nhưng khi nó định nói chuyện thì một giọng nói ngọt ngào đã chen vào, "Irina, em lùi lại đi. Từ trước tới nay đều để em lo lắng." Lần này hãy để chị giải thích cho họ đi." Aina đã hạ quyết tâm, dũng cảm mà đứng dậy, Irina nhìn vậy thì nó cảm thấy đau lòng, sau đó cúi đầu, thở dài và lùi lại. Aina cúi người trước mọi người, sau đó áy náy nói, "Thực sự xin lỗi, lúc đầu đã không nói rõ cho mọi người nhiệm vụ này như thế nào. Đầu tiên, tôi tự giới thiệu lại lần nữa, tôi tên là Aina, phu nữ của hồ tộc, cũng là phu nữ thế hệ này của vu tộc." Phu nữ, Tiêu Phàm cũng không biết cái chức nghiệp này trong tân sinh Tiêu Phàm để ý tới lúc trước Bắc Sương Hồ với Aina là Vu nữ điện hạ nên Tiêu Phàm nghi ngờ Vu nữ là một chức danh trong một tổ chức nào đó. Thế nhưng Vu tộc lại là gì? Aina thấy vẻ mặt hoang mang của mọi người nên giải thích tiếp, mặc dù đa số mọi người ở đây đều là con dân của trận doanh thú nhân nhưng chắc vẫn không hiểu rõ cơ cấu của trận doanh thú nhân. Đầu tiên, trận doanh thú nhân cũng có tầng lớp thống trị như loài người, có hoàng tộc, cũng chính là thú vương cầm đầu hoàng tộc thế nhưng hoàng tộc của trận doanh thú nhân chỉ là kẻ thống trị trên danh nghĩa mà thôi. Mà người lãnh đạo chân chính lại là ba bộ tộc của trận doanh thú nhân. Ba tộc này chính là chiến viêm thị tộc tộc của chiến sĩ Bắc vừa nãy, xương ngữ thị tộc và vô tộc. Ba bộ tộc lớn sao? Trận doanh thú nhân tại sao lại biến thành ba bộ tộc lớn rồi? Tôi cũng đã nghe qua chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc, thế nhưng lại chưa từng nghe qua vô tộc. Tiêu phàm nghe được lời giải thích của Aina mà rất khó hiểu. Tiêu Phàm ở bộ lạc ốc tại trận doanh ác ma đã từng trải qua sự tàn phá của những câu chuyện từ Opa bà bà rồi, đã hiểu khá rõ về hệ thống chiến đấu của trận doanh thú nhân rồi. Mà vô tộc, Tiêu Phàm khẳng định lần này là lần đầu tiên nghe qua. Mấy người đều là người mạo hiểm, chỉ nghe qua cơ quan chiến đấu mạnh nhất của trận doanh thú nhân là chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc là điều bình thường, bởi vì Vu tộc cũng không phải là một cơ quan chiến đấu. Chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc tập trung những chiến sĩ xuất sắc nhất của trận doanh thú nhân, số lượng cũng rất lớn, mà vu tộc thì khá ít người, bởi vì thành viên của vu tộc đều là hiền giả và trí giả. trong trận doanh thú nhân, vu tộc chủ trì các cuộc thờ cúng cầu phúc, cũng quyết định những quyết sách đúng đắn của trận doanh thú nhân. mà những chiến sĩ của chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc thì phụ trách giữ gìn lợi ích của hoàng tộc, cũng chấp hành những quyết sách của vu tổ người có địa vị cao nhất của vu tộc. bây giờ tiêu phàm cũng hiểu được cơ cấu tổ chức chính quyền của trận doanh thú nhân. chiến viêm thị tộc và xương ngữ thị tộc chủ võ, vu tộc thì chủ văn ba tộc lớn hỗ trợ lẫn nhau cùng giúp đỡ thú vương cai trị thú nhân trong trận doanh thú nhân. Nếu nói như vậy, bác thuộc chiến viêm thị tộc phải cùng một phe với Aina thuộc phu tộc chứ? Tại sao bác lại muốn sai đám Rezono giết chết Aina? Điều này làm cho mọi người hơi khó hiểu. Nếu như vậy thì chiến sĩ của chiến viêm thị tộc bác tại sao? Nghe được câu hỏi của tiêu phàm thì sắc mặt của Aina rất khó nhìn, giống như nhớ lại cái gì đó, trong ánh mắt chứa đựng sự đau khổ làm cho người ta cảm thấy mềm lòng. Bởi vì gần đây Vu tộc đã có một quyết sách mới nhưng Hoàng tộc, Chiến Viêm thị tộc và Sương Ngữ thị tộc đều phản đối, cho nên Vu tộc của chúng tôi đã có xung đột với Chiến Viêm thị tộc. Nghe được lời giải thích của Aina thì đôi mắt của Tiêu Phàm hơi híp lại, có vẻ như đoán được điều gì đó nhưng hắn vẫn hỏi lại Na vậy chúng ta phải làm cái gì? Na ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, cắn răng nói, gần đây, các trận doanh đã liên thông với nhau, Hoàng tộc và hai tộc Chiến Viêm, Sương Ngữ đều muốn phát động chiến tranh, muốn tiến đánh trận doanh Ác Ma mà vô tổ của vu tộc chúng tôi lại nghe theo chí nguyện của tổ tiên đó chính là hòa bình. Mặc dù tiêu phàm đã chuẩn bị tâm lý thế nhưng khi nghe aina nói vậy vẫn cảm thấy khiếp sợ. thật sự là như vậy. lúc trước mình đã nghe được chuyện cũ của opa bà bà đã biết tương lai có thể trận doanh ác ma sẽ bị ba trận doanh còn lại tấn công mà. không được, không thể làm cho chuyện này xảy ra. nếu trận doanh ác ma gặp chiến tranh thì chắc chắn mình sẽ phải tham dự. tới lúc đó một mình trận doanh ác ma đánh thế nào được ba trận doanh còn lại. Aina thấy sắc mặt của tiêu phàm biến đổi thì có thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói chiến tranh giữa bốn tộc những năm đó chỉ kết thúc khi cả bốn trận doanh đều phong ấn lại. Sau đó, tổ tiên đã rất hối hận vì những hậu quả do chiến tranh để lại, cảm thấy rất xấu hổ khi mình đã gây ra cuộc chiến này, cho nên trước khi tổ tiên ra đi đã lập xuống di trúc, muốn khuyên bảo người đời sau. Mà phần di trúc này cũng không công bố công khai, chỉ có vô tộc chúng tôi mới biết được nơi cất giữ, lần này tôi đi tới đó để lấy lại phần di trúc của tổ tiên chẳng qua không biết tại sao mà lại bị phát hiện nên đại nhân bắc mới đi tới ngăn cản chúng ta chỉ cần chúng ta không thể lấy lại di trúc của tổ tiên thì bọn họ có thể phát động chiến tranh cho nên tôi hy vọng mấy người hãy giúp chúng tôi mở đường tới nơi cất giữ di trúc sau đó lấy lại như vậy thì chúng ta cũng có thể ngăn cản lại cuộc chiến tranh không cần thiết này sau khi lấy lại di trúc thì hai tộc chiến viêm và xương ngữ có làm theo hay không bọn họ coi thường cả vô tộc chẳng lẽ tấm di chúc này còn quan trọng hơn cả vô tộc hay sao? Mà lúc trước tại sao tổ tiên các người không đưa di chúc cho vô tộc cất giữ mà lại giấu đi? Tiêu Phàm hỏi lại Aina, tôi nghe vô tổ nói, tình hình những năm đó rất phức tạp, không thể công bố ngay được, cũng không thể giao cho người khác cất giữ cho nên tổ tiên mới giấu nó trong di tích. Còn về việc hoàng tộc và hai tộc khác có nghe theo di chúc hay không thì anh không cần lo lắng, chỉ cần lấy được di chúc rồi để vô tổ công khai nó thì sẽ không có vấn đề gì, Trận danh thú nhân rất tôn trọng tổ tiên, bọn họ sẽ không dám làm trái với Di Chúc nếu không muốn chống lại tất cả thú nhân. Cho nên chúng ta chỉ cần tới Di Chỉ, lấy lại Di Chúc của tổ tiên rồi giao cho vô tổ thì sẽ có thể ngăn cản được cuộc chiến tranh này. Mà trong nhiệm vụ này chỉ cần mọi người vẫn đeo bùa hộ mệnh chúng tôi làm thì sẽ có được khí thức của vô tộc, bác sẽ không thể làm tổn thương mọi người được. Bởi vì khi gia nhập chiến viêm thì tộc đều phải có một nghi lễ dùng linh hồn mà ký một hợp đồng, không thể tổn thương vô tộc dù là một chút đều bị trừng phạt rất nặng. Aina nói một cách khẳng định, hóa ra là vậy, thảo nào hổ nhân bắc có tính tình nóng nảy như vậy mà vẫn không dám làm gì mình. Tôi còn một vấn đề nữa, tại sao vô tổ lại không tự mình đi lấy mà lại sai một cô gái như cô đi? Còn nữa, người của chiến viêm rất nhiều, không biết ngoài bắc ra còn có người khác tới cản trở chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nữa không? Nghe được câu hỏi của tiêu phàm thì Aina cúi đầu, hơi buồn rầu mà nói, vô tổ không tới được, bởi vì thú vương và hai tộc chiến viêm, xương ngữ đang đối đầu với vu tổ. Mà phần lớn người của chiến viêm cũng không thể rời khỏi, đại nhân bác bởi vì mới gia nhập chiến viêm nên mới không có người chú ý, mới có thể đi ra ngăn cản chúng ta. Mà tôi cũng thừa dịp mọi người không chú ý mới trốn ra được. Aina ngẩng đầu lên, kiên cường nói, thế nhưng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này mà vô tổ đã giao cho tôi. chương 377, Lo. Sau khi trò chuyện cùng Aina thì tiêu phàm cũng rõ ràng về nhiệm vụ này bối cảnh của trận doanh thú nhân đó là hoàng thất thú vương và hai tộc chiến đấu chiến viêm xương ngữ muốn chiến tranh nổ ra dẫn quân đánh tới trận doanh ác ma sau khi các trận doanh liên thông mà vô tộc tổ chức tụ tập trí giả của thú nhân lại muốn nghe theo di trúc của tổ tiên duy trì hòa bình hiện tại muốn lấy lại di trúc của tổ tiên trong di tích rồi công bố cho toàn bộ trận doanh thú nhân áp chế dã tâm những phần tử hiếu chiến mà bởi vì tình thế rất khẩn trương cho nên các nhân viên của tổ chức đều bị hạn chế hành động vụ tộc chỉ có thể đưa cô bé Aina ra ngoài, mong muốn cô hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Mà thế lực đối địch cũng chỉ có thể phái ra những chiến sĩ vừa mới gia nhập thị tộc như bác tới ngăn cản Aina hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù bác là thành viên mới gia nhập của chiến viêm thị tộc, thế nhưng đẳng cấp vẫn rất cao, dù sao thì chiến viêm thị tộc cũng là một trong hai cơ quan chiến đấu mạnh mẽ nhất của trận doanh thú nhân. Nghĩ tới đây, khi tiêu phàm nhìn Aina đều cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn. Từ khi Aina giải thích rõ ràng về nhiệm vụ lần này thì cô và mèo trắng Irina đều tham gia vào đội ngũ của Tiêu Phàm. Aina, phụ nữ của vu tộc, cấp 30. Irina, vật nuôi của Aina, chi nhánh phụ nữ của tộc mèo đi hia, cấp 30. Mặc dù bởi vì sự hạn chế của hệ thống mà con mắt ác ma của Tiêu Phàm không thể nhìn ra kỹ năng của Aina và Irina, thế nhưng chỉ bằng những tin tức mà Tiêu Phàm có được thì cũng biết một người một mèo này vậy mà còn thấp hơn Tiêu Phàm một cấp, điều này làm Tiêu Phàm cảm thấy rất thất vọng. Lúc đầu khi thấy Irina dùng sóng trị liệu cứu Rezerno, rồi sau đó lại dùng tịnh hóa xua tan cuồng hóa của Rezerno thì Tiêu Phàm còn chờ mong Aina là một NPC phụ trợ mạnh mẽ nữa chứ, thật sự không nghĩ tới Aina mới cấp 30 mà thôi. Thế nhưng khi Tiêu Phàm nghĩ tới, sóng trị liệu của Aina đã hồi rất nhiều máu cho Rezerno, như vậy thì kỹ năng hồi phục của Aina có lượng sữa khá lớn đó chứ. Tiêu Phàm vừa nghĩ như vậy, không tự chủ được lại liếc ngực của Aina, hệ thống thiết kế cũng rất hợp lý đó. Bỗng nhiên Tiêu Phàm vỗ vỗ vào mặt mình, mẹ nó, mình đang suy nghĩ cái gì vậy? Từ lúc Aina xuất hiện thì ta đều cảm thấy mình bị mất tập trung, ngược lớn thật sự đáng sợ, mình còn vài điều chưa hỏi rõ ràng đâu. Quân sư xấu bụng, tôi hỏi ông, lúc trước Long Hổ bang làm sao có thể nhận được nhiệm vụ này? Lần này Tiêu Phàm hỏi quân sư xấu bụng, quân sư xấu bụng chậm rãi trả lời Tiêu Phàm, giọng nói vẫn rất hèn mọn ánh mắt nhìn tới tiêu phàm có chứa ý cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhiệm vụ này do Long Hổ Bang chúng ta nhận tại công hội mạo hiểm giả. Nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả, sau khi nghe xong, tiêu phàm mắng thầm, mẹ nó, mình bị lừa, lên thuyền giặc. Công hội mạo hiểm giả là một tổ chức mới xuất hiện sau khi các trận doanh liên thông, xuất hiện tại mỗi cái trận doanh, chuyên môn đưa ra các series nhiệm vụ cho người chơi đi làm. Thế nhưng những nhiệm vụ này hơi khác với những nhiệm vụ bình thường, đó là phần thưởng của nhiệm vụ công hội mạo hiểm giả sẽ không ban thưởng vật thật mà là ban thưởng một vật giống như là điểm tích lũy đó là danh vọng của mạo hiểm giả danh vọng có thể đổi một số vật phẩm thế nhưng đều là vật bình thường như lọ máu chẳng hạn cho nên những người chơi bình thường đều rất ít nhận nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả trừ khi phần thưởng của công hội này thay đổi hoặc là nhiệm vụ xuất hiện phần thưởng đặc biệt chính vì vậy tiêu phàm mới tốn thời gian đi tới thành antekera đối thoại với những npc khác cũng không muốn nhận nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả Thế nhưng, những công hội lớn lại khác, họ lại rất muốn làm nhiệm vụ của công hội mạo hiểm giả. Bởi vì trong số những phần thưởng có một vật tiêu phàm không dùng được, thế nhưng các công hội lớn lại luôn ham muốn, đó là lệnh bài công hội. Cho nên những công hội mà không thể mua được lệnh bài công hội như Long Ngạo Thiên mua từ tay tiêu phàm thì chỉ còn cách làm hết nhiệm vụ mà công hội mạo hiểm giả đưa ra. Từ những nguyên nhân trên, tiêu phàm đưa ra một kết luận, mong ước lại được một cái thần khí từ trong nhiệm vụ sử thi này là không hiện thực, bởi vì phần thưởng của công hội mạo hiểm giả lúc bình thường đều là danh vọng mạo hiểm giả mà thôi. Tiêu phàm thở dài, thật sự không nghĩ tới có ngày mình lại bị lừa. Thôi, nhập ra tùy tục vậy, tiêu phàm chỉ phải làm tiếp nhiệm vụ này, coi như lần này tới trận doanh thú nhân để xem kịch đi. Nhìn kịch gì, ta cảm thấy người hỏi vấn đề này rất kỳ lạ nha. Điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ này tại công hội mạo hiểm giả chắc cũng phải cần rất nhiều điểm tích lũy chứ. Dù sao nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ cấp sử thi nha. Tiêu Phàm hỏi quân sư Số Bụng tiếp, "Cậu không phải quanh co lòng vòng, cậu muốn hỏi còn có ai có khả năng nhận nhiệm vụ đối kháng này nữa không, đúng chứ?" Quân sư Số Bụng cười ha hả mà nói, "Nói chuyện với người thông minh đúng là nhàn thật." Tiêu Phàm cũng cười bồi với quân sư Số Bụng, "Đương nhiên, tôi là ai chứ, tôi chính là cố vấn của Long Hổ Bang nha, quân sư Số Bụng." Quân sư Số Bụng rất kiêu ngạo mà nói, "Mệnh Phàm, cậu yên tâm đi, điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ này tại trận doanh thú nhân hiện tại chỉ có hai nhà." Một là Chiến Minh, cái còn lại là Long Hổ bang chúng ta. Lúc này Chiến Minh đã bị đánh chạy, tên Bắc kia cho dù có thời gian chạy về công hội mạo hiểm giả kịp thì cũng không có mạo hiểm giả nào có thể nhận nhiệm vụ này được, bởi vì phần lớn người chỉ có thể nhận vài nhiệm vụ kém cỏi mà thôi. Sau khi Tiêu Phàm nghe được câu trả lời của quân sư xấu bụng thì cũng yên tâm, danh vọng của công hội mạo hiểm giả chỉ có những công hội lớn có nhiều thành viên thì mới có nhiều danh vọng, những người chơi bình thường muốn có danh vọng thì phải tự mình làm. Bây giờ có được danh vọng cũng chỉ có thể nhận nhiệm vụ vớ vẩn mà thôi. Lúc này, Chiến Minh đã rút lui, chắc là không còn người cản trở nhóm người mình nữa chứ. Thế nhưng thật sự là như vậy sao? Tại sao mình lại cảm thấy lo lắng chứ? Tiêu Phàm nhìn lại hai chữ đối kháng kia, nghĩ tiếp tới bối cảnh của nhiệm vụ mà Aina vừa giải thích mà cảm thấy hơi lo lắng. Một bên khác, sau khi Chiến Minh từ bỏ nhiệm vụ thì cũng không đi cùng chiến sĩ Bắc của chiến viêm thị tộc kia. Nhiệm vụ của Hào Đại bàn mặc dù thất bại, Thế nhưng vẫn rất vui vẻ, không chỉ bởi vì có người đẹp như Tiểu Miêu đi cùng mà còn có thể thấy Tiêu Phàm càng thêm mạnh mẽ. Anh em tốt của mình mạnh mẽ, mình chẳng lẽ không thể vui vẻ sao? Hào Đại Bàn vừa nghĩ, vừa lấy ra một viên ngọc màu trắng sáng long lanh vuốt ve. Tiểu Miêu ở một bên, nhìn trộm được cảnh này thì da gà của cô nổi hết lên, thật sự là mệnh Phàm kia và tên mập chết bầm này quá buồn nôn. Bởi vì Hào Đại Bàn và Tiêu Phàm là anh em tốt nên Tiểu Miêu rất chú ý tới Hào Đại Bàn. Chính xác hơn đó chính là sự cảnh giác đặc biệt, cho nên vẫn luôn quan sát tỉ mỉ hành động của Hào Đại Bàn. Dù sao thì mình cũng quyến rũ trời sinh, vừa nãy tên mệnh phàm và đám xã hội đen Long hổ Bang kia đã để ý mình rồi, không cẩn thận không được nha, Tiểu Miêu hơi lo âu. Cái viên ngọc kia, Tiểu Miêu cũng chú ý tới. Cái viên ngọc này chính là tín vật đính ước của tên mập chết bầm này đưa cho Lịch Kinh Mệnh Phàm nha. Trước khi chia tay, tên mập này đã đưa cho Mệnh Phàm một viên ngọc màu đen, tự mình cầm một viên ngọc màu trắng. Nghĩ tới đây thì Tiểu Miêu cảm thấy rất buồn nôn, xem ra lời đồn lịch kinh mệnh phàm là công cũng khá chuẩn, mà đối tượng vẫn là một tên mập mạp chết bầm. Khi Hào Đại Bàn vuốt lấy viên ngọc màu trắng mà Tiểu Miêu tưởng đó là đính vật tín ước của hai người, thì Tiêu Phàm cũng đang cầm một viên ngọc màu đen, đang lén lút quan sát nó. Chương 378, chuyện làm ăn. Hình dáng viên ngọc màu đen này giống như đúc viên ngọc màu trắng trong tay Hào Đại Bàn, khác biệt duy nhất cũng chỉ là màu sắc mà thôi. Viên ngọc này rất đẹp, trên đó còn khắc một con chim di cư, nếu viên ngọc đẹp đẽ này có thể tặng cho người yêu của mình thì chắc chắn cô ấy sẽ rất vui vẻ. Coi viên ngọc này làm vật đính ước thì càng thích hợp hơn, thế nhưng viên ngọc này cũng không phải là vật đính ước của tiêu phàm và hào đại bàn, hai người đương nhiên không phải là gai rồi. Vật phẩm, âm dương tử mẫu hậu điều thạch, phẩm chất, hiếm, loại, vật phẩm tiêu hao, số lần sử dụng, một phần một, hiệu quả, sau khi sử dụng, hai viên ngọc này sẽ hấp dẫn lẫn nhau, có thể biết địa điểm giữa hai bên và chỉ đường, cứ như vậy tới khi hai bên gặp nhau. Khi nhìn thấy hiệu quả của âm dương tử mẫu hậu điều thạch thì tiêu phàm không thể không khen ngợi sự thông minh của hào đại bàn. Vấn đề cơ bản nhất của tiêu phàm lúc này là gì? Phát hiện tai họa ngầm của nhiệm vụ lần này sao? Hay là hoàn thành nhiệm vụ đối kháng cấp sử thi này với Long Hổ Bang? Cũng hoặc là ngăn cản trận doanh thú nhân không được gây chiến tranh với trận doanh ác ma? Sai sai sai, những điều này đều sai hết. Những chuyện kia mặc dù phiền phức nhưng tiêu phàm còn không quan tâm lắm. Tiêu Phàm luôn suy nghĩ, đó là làm sao có thể thoát khỏi cô bé ngực lép đang ôm một cánh tay của mình với khuôn mặt mê say thái thập tam này. Đúng vậy, Tiêu Phàm còn không biết nên thoát khỏi Long Hổ Bang khi nhiệm vụ này kết thúc như thế nào cả. Đúng vào lúc này, Hào Đại Bàn lại đưa cho Tiêu Phàm một vật phẩm có thể giải quyết vấn đề này. Trước khi chia tay, Hào Đại Bàn giấu tất cả mọi người mà đưa vật này vào trong tay Tiêu Phàm, sau đó cả hai cười hắc hắc, rất hèn mọn. Âm dương tử mẫu hậu điều thạch, Tiêu Phàm cũng không biết Hào Đại Bàn lấy được nó từ đâu, thế nhưng vật này có tác dụng rất lớn tới kế hoạch thoát thân của Tiêu Phàm, bởi vì nó có thể giúp Hào Đại Bàn biết được vị trí của Tiêu Phàm. Sau khi đi vào nhiệm vụ đối kháng, kênh chat của người chơi sẽ tạm thời bị đóng lại, đây là một cách của hệ thống bảo đảm sự công bằng của người chơi khi tham gia nhiệm vụ này. Nói cách khác, coi như lúc trước Tiêu Phàm muốn chạy trốn cũng không thể xin người nào giúp đỡ cả, cũng chỉ có thể chờ đợi tới khi nhiệm vụ hoàn thành thì kênh chat mới mở lại. Thế nhưng sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì cũng không đủ thời gian để chạy trốn, dù sao địa bàn của Long Hổ Bang chính là ở trận doanh thú nhân. Thế nhưng khi có âm dương tử mẫu hậu điều thạch thì sẽ có khác biệt rất lớn, khi nhiệm vụ này sắp kết thúc thì tiêu phàm có thể sử dụng vật phẩm này. Mà vào lúc này, âm dương tử mẫu hậu điều thạch trong tay Hào Đại Bàn cũng sẽ khởi động, Hào Đại Bàn cũng sẽ biết được, sẽ mang theo thành viên của công hội chiến minh tới hỗ trợ tiêu phàm. Như vậy thì khi tiêu phàm hoàn thành nhiệm vụ này, người của công hội chiến minh sẽ đúng lúc kiềm chế được đội người của Thái Thập Tam, khi đó thì mình cũng sẽ có cơ hội chạy trốn. Lần này hào đại bàn quá thông minh đi, không chỉ có thể biết được tình cảnh của mình, lại còn nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề của mình nữa, xem ra nếu có thời gian rảnh mình phải mời hào đại bàn một bữa mới được. Còn tại sao tiêu phàm chỉ được hào đại bàn đưa cho một cục đá, không nói một câu nào, khi nào thì đã bàn bạc ra kế hoạch hoàn hảo như vậy. Thực ra rất đơn giản, giải thích chỉ cần hai chữ mà thôi, mặt ngữ. Tiêu phàm và hào đại bàn là bạn chơi từ tuổi nhỏ tới giờ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của đối phương thì cũng có thể hiểu được đại khái ý nghĩ của người kia rồi. Hơn nữa, khi trước hai người họ vì gian lận kiểm tra nên đã đặc biệt phát triển các ám hiệu trở thành một ngôn ngữ cơ mặt, hai người dựa vào ngôn ngữ cơ mặt nên đã có thể giao lưu tất cả kế hoạch này chỉ trong một thời gian khá ngắn. Người đừng coi thường ngôn ngữ cơ mặt, trong mắt của tiêu phàm và hào đại bàn thì mỗi một nếp nhăn trên mặt đối phương cũng có thể đại diện cho một câu chuyện xưa rồi. Thế nhưng việc sử dụng ngôn ngữ uyên thâm này cũng cần trả giá, đó là cơ mặt sau đó sẽ cứng ngắc, mất cảm giác, dù sao chỉ trong một thời gian ngắn mà tần suất vận động của cơ mặt cao như vậy vẫn rất mệt mỏi. Ngay khi tiêu phàm đang vui sướng mà quan sát viên ngọc âm dương tử mẫu hậu điều thạch này thì chẳng biết từ lúc nào, Tom Cruise trên đầu tiêu phàm cũng đang quan sát một vật trong móng vuốt của nó, chỉ là nó cũng không vui vẻ như chủ nhân của nó, nó hơi nhìn vật trong tay rồi mất đi hứng thú, sau đó nhếch miệng lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiêu phàm thì đang suy nghĩ tới chuyện chạy trốn, tự nhiên lại thấy một móng vuốt nhỏ màu đen xuất hiện trong mắt hắn, đập vào trán tiêu phàm, sau đó một giọng nói bị ổi truyền tới từ trên đầu hắn, ha, tiểu nhị, chúng ta nói chuyện chút đi, thế nào? Mel, Tom Cruise, giọng nói của tiêu phàm kéo rất dài, gân xanh trên trán xuất hiện, chuyện lừa gạt chủ nhân vừa rồi của Tom Cruise tiêu phàm còn chưa tìm nó tính sổ đâu, kết quả tên nhóc này thật sự không biết ngoan ngoãn lại, còn dám làm bậy trên đầu mình, thật sự là không biết lớn nhỏ khi nhìn thấy tiêu phàm chuẩn bị nổi giận, Tom Cruise vội vàng nói, này này này, tiểu nhị, tỉnh táo lại, chúng ta nói chuyện làm ăn, như thế nào? Mel, nói chuyện làm ăn, nói đùa cái gì, nhóc cũng là do ta nuôi, còn nói chuyện làm ăn nữa. Này này, bình tĩnh lại, tiểu nhị, trong tay tôi có một vật, có lẽ anh sẽ có hứng thú đấy. Mel, Tom Cruise thấy tiêu phàm định đưa tay ra tóm lấy nó rồi vứt xuống đất thì vội vàng dùng móng vuốt nho nhỏ của mình đưa ra trước mặt tiêu phàm, một đường sáng màu đỏ xẹt qua, lóa mắt giống như một ngọn lửa trong đêm tối vậy. Hả, đây là cái gì? Mặc dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng tiêu phàm vẫn cảm thấy sự đặc biệt của đường ánh sáng kia, tiêu phàm rất tò mò nên hỏi thăm. Khi thấy tiêu phàm bị đồ vật trong tay mình thu hút sự chú ý rồi bình tĩnh lại thì Tom Cruise cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, có muốn nó không, cái đồ vật sáng long lanh này? Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện vui vẻ rồi chứ? Mèo, thế nhưng trước hết phải nói ra trong tay nhóc là cái gì, đừng cầm những thứ đồ chơi vớ vẩn của loài mèo đưa tới lửa gạt ta. Tiêu phàm mặc dù cảm thấy vật trong tay Tom Cruise không bình thường, thế nhưng vẫn cố ý hạ thấp nó đi, mục đích vì muốn Tom Cruise nói giá sẽ thấp xuống, dù sao thì đang nói chuyện làm ăn, mặc dù đối thủ là một con mèo nhưng tiêu phàm cũng không khinh thường. Thế nhưng khi nghĩ tới, con mèo này lại là vật nuôi của mình, tiêu phàm lại cảm thấy nhức cả trứng. Con mèo của mình còn tìm mình nói chuyện làm ăn, mình làm chủ nhân cũng quá thất bại đi. Nghe thấy Tiêu Phàm nói vật trong tay mình là đồ chơi của mèo thì Tom Crui hơi lo lắng nói, "Đây không phải là đồ chơi của mèo, tôi lớn như vậy rồi, làm sao còn chơi đồ chơi chứ?" "Mèo?" Sau đó, Tom Crui nói nhỏ, "Còn cái này là cái gì, tôi cũng không biết." "Mèo?" Tiêu Phàm nhìn đồ vật mà Tom Crui đưa tới tay của mình thì rất nghi ngờ. "Đây là cái gì?" Trong lòng bàn tay Tiêu Phàm là một thứ rất giống cục đá. Cực kỳ cứng rắn và Tiêu Phàm cảm thấy nó cũng không phải là tảng đá. Cả vật này có màu đỏ rực, giống như lửa vậy. Càng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy kỳ lạ chính là, rõ ràng nó có tính lạnh, thế nhưng khi cầm trong tay thì Tiêu Phàm cảm thấy nó đang bốc cháy vậy, rất nóng, nó lại không nóng cháy trên tay mà nóng cháy ở trong lòng. Những vật kỳ lạ thường làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng vật này lại để cho người ta cảm thấy thần thánh. Đủ loại chuyện kỳ lạ đã có thể chứng minh vật này không phải vật bình thường. Vì muốn càng hiểu rõ hơn vật này nên Tiêu Phàm xem xét phần giới thiệu của vật này. Chương 379, độ khó thay đổi, vật phẩm, mảnh vỡ tinh thể của chiến viêm, phẩm chất, sử thi. Con bà nó, từ khi đăng nhập vào tân sinh tới nay, lần này là lần đầu tiên Tiêu Phàm thấy được lời giới thiệu vớ vẩn như vậy, khi giới thiệu chỉ có vài chữ, ý nghĩa còn rất mơ hồ, ghi chú làm cho người khác rất dễ dàng hiểu rõ những chữ này là gì, thế nhưng sau đó người ta lại phát hiện thực sự mình chả biết được cái gì cả, thật sự quá vớ vẩn. Cái này là cái gì đây? Cái đồ chơi này mày lấy từ đâu thế hả? Nếu mình không biết thì Tiêu Phàm định hỏi Tom Cruise xem nó có được cái này như thế nào. Tom Cruise thấy Tiêu Phàm hỏi thì con ngươi xoay qua xoay lại, cũng không biết đang mưu đồ cái gì. Đừng nói với tao là nhặt được trên đường, cái đồ chơi này không có ở trên đường, coi như có cũng không tới lượt mày, hãy thành thật mà nói cho tao đi. Mặc dù Tiêu Phàm không biết tác dụng của thứ này, thế nhưng cái này vẫn là một vật có phẩm chất sử thi, cũng không phải là vật tầm thường. Thấy ý đồ của mình bị nhìn thấu thì Tom Cruise đành phải cúi đầu xuống, nói thật ta lấy nó từ trên người tên chiến sĩ hổ tộc cầm cái diều to lúc trước đó. Mel, chiến sĩ hổ tộc cầm cái diều to, bắt sao, tiêu phàm hỏi với giọng kinh ngạc, hình như là cái tên đó, tên thật quê mùa, tên Tom Cruise vẫn tốt hơn nhiều. Mel, Tom Cruise hơi nhớ lại rồi nói, mẹ nó, Tom Cruise mới cấp 1 mà có thể trộm được vật từ trên người chiến sĩ hổ tộc cấp 60. Tình huống này là như thế nào đây? Khi Tiêu Phàm nghe Tom Cruy nói thì giật mình, hắn biết chắc chắn là hắn đã bỏ qua điều gì đó rồi nên vội vàng mở bảng sủng vật ra xem xét. Sủng vật, Tom Cruy, chủ nhân, mệnh Phàm, cấp bậc năm, chủng tộc mèo đi hia, phẩm chất quỷ, gặp quỷ, tên Tom Cruy này làm cái gì đây, tại sao đã lên tới cấp 5 luôn rồi? Thiên phú của chủng tộc, kỹ năng, kỹ năng, miêu chi chiêu tài thủ, loại kỹ năng chủ động, hiệu quả, duỗi ra vuốt mèo giống như bàn tay của thần có tỷ lệ nhất định có thể trộm tới tiền tài hoặc vật phẩm bình thường từ trên người kẻ địch, có tỷ lệ cực thấp trộm tới vật phẩm đặc thù, vật phẩm đặc thù bao gồm máu, kỹ năng, trạng thái. Tiêu hao 50 thể lực. Khi Tiêu Phàm nhìn thấy kỹ năng mới của Tom Cruise là Miêu Chi chiêu tài thủ thì sắc mặt của hắn hơi kỳ lạ, hắn cũng không quan tâm lắm tới dòng chữ nói mình là quan xúc phân số 1, bởi vì kỹ năng Miêu Chi chiêu tài thủ này quá mạnh rồi. Tuy thiên phú vừa mới thức tỉnh của Tom Cruise là trí tuệ của mèo đi here có thể học tập kỹ năng và cải tiến nó, thế nhưng kỹ năng miêu chi chiêu tài thủ cải tiến từ phi long thám vân thủ cũng quá đáng sợ đi. Kỹ năng này có thể trộm mọi thứ, bao gồm cả tính mạng của kẻ địch. Trời à, mặc dù là kỹ năng có tỷ lệ thành công dựa cả vào may mắn, thế nhưng khi nghe tới vẫn quá bá đạo đi, đúng không? Coi như không thể trộm được tính mạng của kẻ địch thế nhưng nếu có thể trộm được kỹ năng thì cũng quá có lời đi, khi chiến đấu mà trộm được kỹ năng của kẻ địch đúng là một điều quá vui sướng. Tiêu phàm đã rõ ràng tại sao Tom Cruise có thể lên tới cấp 5 rồi, cấp 1 mà có thể trộm được đồ vật của một NPC cấp 60, mới tăng 4 cấp thì số XP có lẽ đã bị trừ nhiều rồi. Phẩm chất quỷ thì sao? Chỉ cần có kỹ năng này thì Tom Cruise chính là thần sủng. Trước đó là tao hiểu lầm mày rồi. Bảo bối của tao, thần sủng, là một từ đẹp đẽ như thế nào chứ? Tom Cruise nhà mình lại là một thần sủng. Tiêu phàm khi nhìn thấy kỹ năng miêu chi chiêu tài thủ của Tom Cruise thì những từ đó tự động hiện lên trong đầu hắn. Thế nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ, loài người, luôn luôn nhớ ăn không nhớ đánh. Khi tiêu phàm học được phi long thám vân thủ thì cũng vui mừng như này, thế nhưng khi tham dự giải thi đấu biểu diễn thì hắn đã dùng kỹ năng này làm cái gì? Mặc dù miêu chi chiêu tài thủ của Tom Cruise có thể trộm được vật phẩm đặc biệt thế nhưng cuối cùng nó cũng bắt nguồn từ cái kỹ năng không đáng tin cậy là phi long thám vân thủ của chủ nhân, cho nên nó chắc chắn sẽ làm cho tiêu phàm dính phải phiền phức to lớn, giống như tiền bối của nó là phi long thám vân thủ vậy, kể cả hiện tại lẫn về sau. Đây là một loại quán tính không cách nào tránh khỏi, giống như một đoạn văn rất bình thường, thế nhưng có nhiều tác giả khác nhau sẽ dẫn người đọc liên tưởng tới nhiều chuyện tâm thần khác nhau. Nội tâm của Tom Cruise lúc này hơi run rẩy, không biết làm cái gì khi nhìn tiêu phàm. Trước đó, Tom Cruise chỉ muốn dùng cái khối màu đỏ vớ vẩn mà mình trộm được từ trên người tên Bắc kia, đổi lấy chút cá nướng từ tay quan xúc phân số một của mình, để bổ sung tổn thất của mình khi cua mèo trắng xinh đẹp Irina kia mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ, Tom Cruise lại thấy hơi sợ hãi, bởi vì từ khi quan xúc phân số một cầm vật kia thì hắn thay đổi, trở nên kỳ lạ hơn. Quan hót phân số một nhẹ nhàng đưa mình từ trên đầu xuống, dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn mình, vậy bây giờ bản soái mèo nên dùng biểu tình gì để biểu hiện tâm trạng hiện giờ của mình đây? Ta biết, đó là buồn nôn, ánh mắt của hắn ta khi nhìn mình quá buồn nôn, từ khi bản soái mèo sinh ra tới nay, chưa từng cảm nhận được ánh mắt buồn nôn nào như thế ở trên người của loài người cấp thấp cả, thật sự làm cho ta sởn hết cả lông mèo mà. Nha, Ôi trời ơi, ta đã biết, hòn đá màu đỏ trên người con hổ lớn kia mà ta trộm được chắc chắn là vật không lành rồi. Khi Tom Cruise nghĩ tới đây thì càng sợ, hơi do dự rồi nói ta chỉ muốn đổi chút cá nướng. Mèo, tiêu phàm cũng không biết tại sao Tom Cruise lại ngoan ngoãn như vậy, nên cười híp mắt mà nói, đương nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tao sẽ chuẩn bị cho mày cá nướng. Thần sùng thì phải cưng cho tốt, đối với tiêu phàm thì một vài con cá nướng quá là đơn giản. Sau khi nói xong thì tiêu phàm lại nhẹ nhàng thả Tom Cruise lên đầu của mình. Sau khi ngồi yên ổn lại thì Tom Cruise vẫn cảm thấy sợ hãi, thấy cử động kỳ lạ của tiêu phàm thì Tom Cruise càng cảm thấy tảng đá kia là vật không lành. May mắn thay, bản soái mèo quá sáng suốt, đã bán nó đi, nếu không. Tom Cruise nhìn tiêu phàm ở dưới một chút mà vẫn cảm thấy dùng mình. Khi Tiêu Phàm còn vui vẻ bởi vì Tom Cruise có một thần kỹ và Tom Cruise cảm thấy buồn nôn khi thấy thái độ của Tiêu Phàm với mình thì Tiêu Phàm còn chưa phát hiện âm dương tử mẫu hậu điều thạch ở trong ba lô của mình đang xuất hiện một cách lặng lẽ. Lúc này, cũng không có bất cứ kẻ nào phát hiện, nhiệm vụ của họ đang thay đổi. Nhiệm vụ tiên hiền di trí, cấp bậc của nhiệm vụ, nhiệm vụ đối kháng cấp truyền thuyết của trận danh thú nhân. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại nhưng Tiểu Miêu vẫn cảm thấy nội dung của nhiệm vụ lần này cùng với độ khó có chút không thích hợp đi giết mấy người thì ngay lập tức được giao cho nhiệm vụ đối kháng sử thi, như vậy cũng quá qua loa rồi. Tuy rằng đối thủ lần này là lịch Kinh Mệnh Phàm, nhưng nếu như không phải là Mệnh Phàm thì nhiệm vụ lần này của chính mình làm sao có thể phù hợp với cấp độ sử thi. Có điều lần này thực sự là quá xui xẻo, chính mình chỉ muốn đến công hội chiến minh ôm bắp đùi, ở bên trong nhiệm vụ làm chút việc linh tinh, lấy ít điểm kinh nghiệm mà thôi, không nghĩ đến lại gặp phải lịch Kinh Mệnh Phàm đáng sợ đó ở đây, còn có đại tiểu thư của tổ chức xã hội đen Thái Thập Tam đáng ghét kia thống lĩnh tổ chức xã hội đen Bang Long Hồ. Chính mình đã tạo nghiệt gì vậy, lẽ nào là trời cao đố kỵ hồng nhan? tám 380, phe thứ ba ừ, chắc chắn là như vậy, không sai đâu. Sau khi đi khỏi, tiểu miêu đối với việc gặp gỡ trong nhiệm vụ lần này vẫn cứ cảm thấy buồn bực, lén lút ở một bên, bĩu môi thở phì phò.